Thì ra là thế, xem ra nghiếm hàn linh này thật sự là vật có chút lai lịch. Hàn lập gật đầu nói, dọc đường đi, hắn cũng không thấy đối phương có hành động gì khác thường, nhưng lại đã thông chi cho người khác, không hổ là tồn tại hợp thể kỳ đỉnh dai. Đạo hữu không phải là người lôi minh đại lục, ánh mắt thiên cơ tử chợt lóe, bỗng nhiên nói. Hàn lập đầu tiên là dùng mình, nhưng lập tức thả lỏng người, hơn nữa thản nhiên gật đầu. Không sai, hàn mỗ đích thật đến từ đại lục khác. Như thế nào, Ta nghĩ chuyện nguyện truyền tống trận, Giáp Đạo Hữu có thể đã đề cập qua với Tiền Bối. Giáp Đại Sư hiển nhiên đã đề cập qua việc này với lão phu, nhưng nếu Đạo Hữu là người của Lôi Minh Đại Lục thì tại sao không nhận ra Nghiễm Hàn lệnh này, hơn nữa lại dễ dàng kích phát lệnh này như thế? Thiên Cơ Tử khẽ cười nói, như thế nào, Nghiễm Hàn lệnh này rất nổi danh sao? Tại hạ tại một số điển tịch dường như vẫn chưa thấy có ghi chép về việc này, mong rằng Tiền Bối giải thích một chút. Hàn Lập cười khổ một tiếng nói, hắn không để ý đến chuyện giáp thiên mộc nói về mình cho thiên cơ tử biết vị khôi lỗi đại sư này nếu không đề cập chút nào về chuyện truyền thống trận thì ngược lại có chút kỳ quái trên điển tịch không có ghi lại việc này cũng không có gì kỳ quái nhiễm hàn lệnh mặc dù danh tiếng không nhỏ nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng nếu không có một tộc nào đó đứng ở phía sau ủng hộ cho dù chiếm được nhiễm hàn lệnh muốn tiến vào nhiễm hàn giới cũng là chuyện si tâm vọng tưởng huống hồ những điển tịch bình thường bên ngoài hiển hiên sẽ không ghi lại bất quá nếu tu vi đạt tới cảnh giới thượng tộc thì cũng có vài người biết được. Trong mắt lão giả hiện lên một tia giảo hoạt, cười hì hì nói. Ít nhất là có một tộc ủng hộ, nhiễm hàn giới này quả nhiên bất phàm, nếu không các tộc cũng không có khả năng phí sức như thế. Hàn lập sờ sờ cầm, thử dò xét hỏi một câu. Đâu chỉ bất phàm, nếu thật sự có được vài thứ trong nhiễm hàn giới thì thậm chí có thể ảnh hưởng đến thịnh suy của một tộc. Đương nhiên loại bảo vật này, cho dù có tiến vào nhiễm hàn giới cũng khó có thể tìm được. Tác dụng lớn nhất của nghiễm hàn giới chính là động nồng đậm của thiên địa linh khí gấp 10 lần linh giới chúng ta, cộng thêm một số linh dược, linh quả, toàn bộ là bảo vật linh giới khó gặp. Lão già nhìn hàn lập chằm chằm, tựa cười mà không cười nói. Có nơi linh khí nồng đậm như vậy sao? Hàn lập nghe nói như vậy, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Hắc hắc, đạo hiếu tưởng rằng nhiễm hàn giới là nơi nào, khe không gian hay là một tiểu thế giới khác nằm gần linh giới sao? Thiên cơ tử vuốt dâu, cười hắc hắc, xin tiền bối chỉ giáo. Hàn Lập cung kính nói, mặc dù chúng ta không thật sự tin điều này, nhưng có bảy tám phần nắm chắc nhiễm hàn giới là không gian tàn phá gần chân tiên giới. Vẻ tươi cười trên mặt lão thu lại, trầm ngâm một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra từng chữ. Chân tiên giới, cho dù là tâm cảnh trầm ổn như Hàn Lập, vừa nghe nói thế thì cũng thất thanh la lên. Không sai, có lẽ là một không gian chân tiên giới bị vứt đi, trước kia có người tiến vào không gian này, từ đi qua động phủ giống như của tiên nhân, thậm chí còn có vài di hài nhưng lại không gặp được tiên nhân còn sống. Thân sắc của thiên cơ tử trở nên lạnh nhạt, mà Hàn Lập ngồi trên ghế, nhất thời kinh ngạc. Đạo hữu không cần giật mình, chúng ta hiện tại vẫn chưa phán đoán chính xác. Hơn nữa động phủ trong nghiếm hàn giới tuy có di hài, nhưng vẫn không lưu lại bảo vật hoặc công pháp nào cả. Phải nói rằng, không phải cứ tùy tiện đi vào là có thể tìm được bảo vật nghịch thiên, cho dù là linh dược, linh quả thì cũng nằm ở nơi bí ẩn nhất, phải đi tìm một chút mới có được. Lão già lại quỷ dị cười chương 1588, yêu cầu. Tóm lại, ngay cả khi nhiễm hàn giới bảo vật chân quý rất nhiều nhưng cũng phải xem người có cơ duyên hay không nữa. Ngoài đại điện truyền đến một thanh âm, lập tức một đạo bạch hồng từ cửa điện bắn nhanh đến. Sau khi quang mang thu lại, hiện ra một trung niên mặc áo bào, hai mắt dài nhỏ, mặt trắng mũi ưng. Mã trưởng lão đến thật nhanh, ta còn tưởng Hoàng Hiền Đệ mới là người tới trước chứ. Thiên cơ tử vừa thấy trung niên nhân lập tức ung dung nói. Hàn Lập vừa nhìn đối phương liền khẳng định đây là một trưởng lão hợp thể kỳ khách của vạn cổ tộc, liền vội vàng đứng dậy chào. Hoàng trưởng lão gần đây đang luyện chế một lô đan dược, cho dù nhận được tin sớm hơn ta thì chỉ sợ cũng đến chậm một lát. Vị đạo hữu này chính là ngoại tộc nhân kích phát nghiễm Hàn Lệnh mà Thiên trưởng lão nói sao? Trung niên họ Mã đảo mắt qua người Hàn Lập, trong miệng thản nhiên hỏi một câu. "Không sai, đúng là vãn bối." Hàn Lập chỉ còn có thể thừa nhận nói, "Ừm, thượng tộc ngũ giai." tu vị đạo hiếu cũng không tệ, so với tồn tại cùng cấp thì tựa hồ thâm hậu hơn gấp đôi, chỉ sợ tồn tại thất sai cũng bại trong tay đạo hiếu. Vị trưởng lão này liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi của Hàn Lập sau cản thế nào. Công pháp của vãn bối có chút đặc thù, trên phương diện pháp lực đích xác có chút tiện nghi. Hàn Lập thất kinh, nhưng mặt ngoài lại có vẻ vô cùng khiêm tốn. Há chi chiếm một chút tiện nghi, nếu khi đối thủ cùng ngươi tranh đấu, khi dễ pháp lực ngươi thấp thì sợ rằng cũng không cẩn thận sẽ bị lợi dụng điểm này phản chế lại. Di, thần niệm của người dường nhưng cũng phải thượng tộc bình thường có thể có được. Mã trưởng lão cũng không biết dùng bí thuật gì, Kim Hà trên mặt chợt lóe thì lại khẽ phát ra một tiếng di, ngay cả thần niệm cường đại của Hàn Lập cũng nhìn ra bảy tám phần. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng cũng không có cách nào bảo trì ổn định, sắc mặt không khỏi biến đổi. Được rồi, mã trưởng lão có bí thuật quan thần đệ nhất bổn tộc, nếu đã nói như thế thì khẳng định không sai. Bất quá chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, Hàn Đạo Hữu từng bằng vào thực lực của bản thân cứu giáp đại sư, trong nháy mắt giết chết mấy tên cùng cấp, như thế nào lại có thể so sánh với thượng tộc bình thường. Lão già béo không chút kỳ quái nói, ồ, thì ra là thế, là mã mố có chút múa dìu qua cửa lỗ ban. Mời đạo hữu ngồi, trung niên nhân nghe vậy liền cười ha ha, tiếp theo ngồi cạnh thiên cơ tử. Vẻ mặt kinh ngạc trên mặt hàn lập rốt cục cũng biến mất, cười khổ một tiếng lại ngồi xuống. Mới vừa rồi từ xa ta nghe được các người đàm luận về chuyện nhiễm hàn giới nghe nói hàn đạo hữu không hiểu nhiều về nhiễm hàn giới thiên huynh người cần gì phải nói vòng vo cứ trực tiếp đem lợi hại lớn nhất trong đói nói ra đi sau khi mã trưởng lão ngồi xuống liền hướng thiên cơ tử nói giọng điệu dường như có chút bất mãn nguyên bổn ta định lập tức nói cho hàn đạo hữu nhưng không phải mã đạo hữu đã đến cắt ngang sao thiên cơ tử nghe vậy liền khoanh tay trước ngực trên mặt lộ ra một tia buồn bực ha ha nói như vậy thì vừa rồi mã mỗ đã có chút đường đột Trung niên nhân nghe xong thì cười ha ha, nếu Mã Huynh không ngại thì người tự mình giảng giải cho Hàn Đạo Hữu một chút đi. Dù sao năm đó người còn tự mình tiến vào nhiễm Hàn giới một lần, so với Lão Phu thì nói còn tốt hơn nhiều. Con người thiên cơ tử vừa chuyển động một vòng, bỗng nhiên nhếch miệng nói. Cũng được, năm đó khi ta tiến vào nhiễm Hàn giới, có duyên rất tệ, vẫn chưa tìm được nghịch thiên bảo vật hay linh thảo gì. Mà các tộc coi trọng nhiễm Hàn giới bất quá là vì nhìn chúng linh khí kinh người bên trong, muốn cho vô số tộc nhân đến bình tu nếu tộc nhân đã lâu chưa có đột phá thì có thể mượn linh khí ở đó để đột phá năm đó nếu ta không đi một chuyến thì có lẽ không có tu vi như bây giờ trung niên nhân lắc đầu nói thân sắc có chút quái dị mượn linh khí bên trong để đột phá bình cảnh hàn lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn nói ra không sai về phần các loại linh vật trong nhiễm hàn giới thì có thể lấy được hay không thì phải dựa vào tạo hóa của ngươi năm đó ta chỉ lấy được một số linh dược rất bình thường cơ hồ là hai bàn tay trắng nhưng thật ra ta cũng nghe nói những người khác, có người chiếm được một số tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm có, dùng chúng luyện chế ra thông linh chi bảo. Mã trưởng lão thở dài một hơi, tựa hồ có chút nuối tiếc. Ha ha, người hẳn phải thấy vui chứ, năm đó người có thể được tộc phái đi vào nghiễm hàn giới, cũng không biết đã diệt sát bao nhiêu đồng đạo, ít nhất lão phu cũng chưa từng có cơ duyên đi vào. Lão béo nhìn trung niên nhân một cái, không chút tức giận nói. Mã mỗ nếu có thể là kỳ tài ngút trời như thiên huynh, thánh tộc Bình Thu chỉ hơn ngàn năm liền đột phá, hiển nhiên không cần tiến vào nhiễm hàn giới. Người hẳn cũng biết rõ, nhiễm hàn giới cũng không phải là nơi tốt lành gì. Mã trưởng lão thản nhiên nói một câu, điều này cũng đúng, lôi minh đại lục mỗi lần nhiễm hàn lệnh xuất thế thì chừng mấy trăm cái, mà mỗi một khối có thể mang bao nhiêu người tiến vào trong thì còn phải xem năng lực bố trí trận pháp. Thiên vân tộc chúng ta đều là do bổn tộc phụ trách, nhưng khả năng tối đa của một lệnh bài cũng chỉ mang được mười mấy người tiến vào trong đó mà thôi. Nhưng nghe nói vài chủng tộc đặc biệt am hiểu truyền tống trận, có thể khiến cho một khối lệnh bài mang được hơn 30 người tiến vào trong. Đáng tiếc, chúng ta không có cách bố trí trận pháp của bọn họ, nếu không thì sẽ có thể cho nhiều người tiến vào Nghiễm Hàn giới rồi. Mỗi một lần tiến vào Nghiễm Hàn giới đều làm cho Nghiễm Hàn giới vô cùng hỗn loạn. Lão béo nhướng mày nói, quan trọng nhất là vị trí truyền tống trận đều là tùy cơ duyên. Vạn nhất truyền đến khu vực của chủng tộc đối địch thì một hồi đại chiến là điều không thể tránh được. Ai cũng biết ở bên trong đột phá bình cảnh, ít nhất có thể làm tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh lên 3 lần. Hiển nhiên sẽ làm xuất hiện nhiều tồn tại cao dai của tộc đối địch. Mã Trường Xuân phảng phất giải thích cho Hàn Lập, lại phảng phất như tự lầm bầm. Hàn Lập nghe xong, ánh mắt không khỏi chớp động vài lần. Không chỉ như thế, chuyện giết người đoạt bảo cũng là chuyện bình thường. Nhưng nguy hiểm nhất trong nghiễm hàn giới không phải là điều đó, mà chính là bản thân nghiễm hàn giới. Trong nghiễm hàn giới mặc dù chưa có ai nhìn thấy tiên nhân chân chính, nhưng bên trong lại có những cổ thú thực lực cường đại đến khó tin, mỗi một con đều khiến những người đi vào rất khó chống lại. Nếu gặp phải cổ thú có tính tình dễ chịu thì tốt nhất là độn ra thật xa, như vậy an toàn hơn. Nhưng nếu gặp phải mãnh thú thì chỉ có thể xem vào thiên ý mà thôi. Hơn nữa, trong nghiễm hàn giới còn lưu lại nhiều cấm chế đáng sợ, nếu dính phải thì chỉ sợ cũng hết đường sống. Cho nên số người đi ra khỏi nơi đó thường không tới một nửa. Thiên cơ tử bổ sung thêm, thân sắc Hàn Lập không tự chủ âm trầm xuống sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi một câu. Xin hỏi hai vị tiền bối, nhiễm hàn giới và nhiễm hàn lệnh xuất hiện như thế nào? Câu hỏi này quả là làm khó hai người chúng ta, nhiễm hàn giới cụ thể xuất hiện thế nào thì không rõ lắm, nhưng đã có từ thời viễn cổ. Nghe nói lúc ấy các tộc vì tham gia vào một trận đại chiến mà dùng tới huyền thiên chi bảo, kết quả là dưới uy lực của kiện huyền thiên chi bảo đó, trong lúc vô tình phá nát hư không, đã thông lối đi đến giới này. Về phần nhiễm hàn lệnh xuất hiện như thế nào thì thật sự không rõ lắm. Phảng phất mỗi khi nhiễm hàn giới xuất hiện thì nhiễm hàn lệnh cũng xuất thế theo. Lúc đầu nhiễm hàn lệnh cỡ hơn một ngàn cái, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, lệnh bài này cũng đã bị hủy diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại bấy nhiêu thôi. Lão già béo chậm rãi nói, phương pháp ra vào nhiễm hàn giới cũng rất kỳ lạ, phải có lệnh bài này đi kèm với truyền thống, nhưng khi trở ra thì phải để lệnh bài này ở lại nhiễm hàn giới mới có thể rời đi mà vạn năm qua loại lệnh bài này xuất hiện quỷ dị ở khắp nơi lôi minh đại lục hơn nữa lệnh bài này không thể truyền tống tồn tại thánh tộc được các trưởng lão trong tộc đều không thể tiến vào nghiễm hàn giới mà lão phu cũng muốn biết lệnh bài này trong tay hàn đạo hữu là như thế nào mà có được trong mắt mã trưởng lão chợt lóe tinh quang nhìn chằm chằm hàn lập hỏi thanh âm không chút tình cảm hàn lập thầm giật mình nhưng lại bình tĩnh trả lời nói đến nghiễm hàn linh này cũng là tiệ hạ có được từ tay một đạo hữu vô danh của quý tộc. Lúc ấy mấy người chúng ta bị bao vây bởi giác si tộc, vị đạo hữu này đã đem ba ngọc hạp chia cho ba người chúng ta, bảo chúng ta mang nó trốn ra khỏi vòng vây, nói là đem nó mang cho bất kỳ tộc nào trong thiên vân 13 tộc, nếu thật sự không có hy vọng phá vây thì phải hủy ngọc hạp. Lúc trước nhất thời tò mò, mở hộp ra xem thử, không nghĩ tới lại kích phát lệnh bài này. Nói như vậy khối lệnh bài này thật sự là của một tộc nhân phụ trách ở Lục Quang Thành thiên cơ tử không chút giật mình, ngược lại thản nhiên gật đầu, phảng phất hắn đã dự đoán được trước. Hàn lập thấy vậy, âm thầm dùng mình, nhưng lúc này trung niên nhân bên cạnh lại âm trầm nói. Gần đân Vân Thành vẫn không thu được tin tức của những nhiễm hàn lệnh khác, nói như vậy là còn vài khối đã rơi vào tay của giác si tộc, những người khác đều không thể phá vây thành công rồi. Có lẽ là thế, nghe nói là hai gã thánh tộc dẫn đầu, lại mang theo chiến chu. Hàn đạo hữu có thể mang lệnh bài chạy thoát đã là cực kỳ may mắn rồi thiên cơ tử nhẹ thở ra một hơi nói. Nói là vậy, nhưng cũng có chút phiền phức, trong tay 13 tộc chúng ta hiện tại tổng cộng cũng chỉ có 17, 18 cái, số lượng quá ít. Như thế thì số lượng của giác si tộc tiến vào nhiễm hàn giới lại tăng thêm không ít. Thần sắc mã trưởng lão khẽ biến nói, cũng không có cách nào khác, hiện tại có thể nhiễm hàn lệnh đã được tìm thấy hết rồi. Lúc trước bẩm báo lại có năm khối lệnh bài, ta còn tưởng đây là cơ hội của bổn tộc, nhưng không nghĩ tới giác si tộc lại đột nhiên công kích, không thể kịp thời đưa đi nên mới như thế này. Hai mắt thiên cơ tử nhắm lại, trầm ngâm, nhưng lại khẽ cảm thán. Nếu việc đã đến nước này thì nhiều lời cũng vô ích. Hàn đạo hiếu, hiện tại nhiễm hàn lệnh đã mở ra, sợ so rằng đạo hiếu sẽ phải đi cùng người của vạn cổ tộc chúng ta đi một chuyến. Mã trưởng lão gật đầu, nhưng đột nhiên hướng hàn lập thản nhiên nói một câu, giọng điệu không thể từ chối được. Trường 1589, trao đổi cùng hậu thủ. Nếu tiền bối đã nói như thế thì vãn bối còn có thể cự tuyệt đường sống sao? Hàn lập lạnh nhạt nói. Ha ha, Hàn đạo hữu cần gì uể oải như thế? Mặc dù trong nhiễm Hàn giới có chút nguy hiểm, nhưng lại là chuyện tốt. Người nào có có duyên này hơn phân nửa là rất hâm mộ. Thiên cơ tử vừa cười vừa nói. Hâm mộ, tu vi vãn bối hiện chưa tới bình tu, tiến vào trong cũng không có thu hoạch gì quá lớn. Ngược lại tỷ lệ chết là gần một nửa, thật sự là giống như mạo hiểm tính mạng nếu có thể thì vãn bối quyết không tiến vào trong. Hàn lập lắc đầu, lộ ra vẻ vô cùng buồn bực. Nghe Hàn lập nói vậy, thiên cơ tử và mã trưởng lão không khỏi nhìn nhau, tựa hồ hội ý. Nhiễm hàn lệnh một khi bị kích phát, thì cũng chỉ có người kích phát mới có thể mang người khác tiến vào nhiễm hàn giới. Điều này có liên quan đến tổn vong hưng suy của 13 tộc chúng ta, đích xác đạo hữu không thể cự tuyệt. Nguyên bổn đạo hữu có thể mang lệnh bài đến đây, vạn cổ tộc chúng ta hẳn sẽ trọng tạ nhưng nếu đạo hữu không muốn tiến vào nghiễm hàn giới, hiện tại mạo hiểm tiến vào thì coi như hy sinh không nhỏ. Như vậy đi, đạo hữu có yêu cầu gì cứ nói với ta, nếu được thì ta sẽ tân lực thỏa mãn. Thiên cơ tử hướng hàn lập chậm rãi nói, hàn lập nghe vậy, âm thầm giật mình, nhưng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, không trần chờ nói. Yêu cầu của vãn bối nghĩ rằng tiền bối cũng có thể đáp ứng vài phần. Tại hạ muốn sau khi xong chuyện tại nghiễm hàn giới có thể mượn truyền tống trận dùng một lát, mượn truyền tống trận nếu chỉ cho ngươi sử dụng một lần thì hẳn là có bất quá khi truyền tống phải tiêu hao rất nhiều cực phẩm linh thạch ngươi phải tự mình gánh chịu lấy mấy tộc chúng ta không thể giúp ngươi được hơn nữa truyền tống trận này không phải một tộc chúng ta có thể làm chủ phải thương lượng với mấy tộc khác có lẽ mấy tộc kia sẽ có điều kiện nào đó đồng dạng ngươi muốn đáp ứng đạo hữu nghĩ thế nào thiên cơ tử không lộ ra vẻ kỳ quái thản nhiên nói nếu có thể sử dụng truyền tống trận việc tiêu hao khi truyền tống tại hạ sẽ tự chịu. Về phần những điều kiện khác, chỉ cần không phải việc vãn bối không thể hoàn thành, vãn bối sẽ đáp ứng. Hàn lập mừng rỡ nói, hắc hắc, hàn đạo hữu không nên đáp ứng nhanh vậy. Khỏa đại lục tiêu hao rất nhiều cực phẩm linh thạch, đủ để làm một gã thánh tộc huynh ra bại sản. Hàn đạo hữu có lẽ giàu có nhưng muốn chỉ dùng cho truyền tống trận thì e rằng vẫn chưa đủ. Mà lấy tu vi của đạo hữu, cho dù vĩnh viên ở lại trong vạn cổ tộc chúng ta thì chắc chắn sẽ được trọng dụng cần gì đến đại lục khác. Đạo hữu không bằng nhân cơ hội này đổi lấy một điều kiện khác, ví dụ như linh đan rượu dược thì chẳng phải tốt hơn nhiều sao. Ánh mắt của mã trưởng lão chợt lóe, đề nghị nói. Hàn lập ngẩn ra, nhưng trầm ngâm một lát liền cuống quyết lắc đầu. Đa tạ ý tốt của tiền bối, bất quá lòng vãn bối đã quyết. Thấy hàn lập từ chối đề nghị của mình, trung niên nhân vẫn chưa tức giận, chỉ thản nhiên gật đầu, không nói thêm gì. Đúng rồi, hai vị tiền bối, tại hạ còn không biết nhiễm hàn giới mở ra lúc nào. Vãn bối cần biết để chuẩn bị một chút, hàn lập sờ sờ mũi, mở miệng một câu, ngày mở ra chính xác thì chúng ta không rõ lắm, nhưng dựa theo kinh nghiệm thì chậm nhất là mấy năm sau, lâu là trăm năm. Thiên cờ tử mỉm cười trả lời, lâu là trăm năm, hàn lập vừa nghe, nhất thời chấn kinh, đối với người tu luyện mà nói thì trăm năm cũng chỉ là một cái chớp mắt, hàn đạo hữu không nên kinh ngạc như thế. Trung niên nhân nhíu mày, không có gì, chỉ là hơi nằm ngoài dự đoán của tại hạ mà thôi. Hàn lập cười khổ một tiếng, ban đầu đạo hữu ở trong khách sạn, nhưng hiện tại nơi đó đã bị phong bế. Mà trong khoảng thời gian ngắn, đạo hiếu cũng không thể rời khỏi Vân Thành, như vậy nếu đạo hữu không ngại thì nên đến bát Vân Sơn. Ta sẽ gọi người an bài miễn phí cho một động phủ, để hàn đạo hiếu an tâm tu luyện, vừa chờ nhiễm hàn giới mở ra. Thiên cơ tử đột nhiên nói, hàn lập nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi tự định giá thì cũng gật đầu đáp ứng. Thời gian tiếp theo, thiên cơ tử và mã trưởng lão tùy ý hỏi một số vấn đề về xuất thân của Hàn Lập, nhưng đều bị hắn hàm hồ nói sơ qua. Mà hai người thiên cơ tử tựa hồ cũng không thèm để ý, thấy Hàn Lập không muốn nói nhiều thì cũng không hỏi gì thêm. Sau cùng, vị trưởng lão thứ ba của vạn cổ tộc, một gã đại hán dâu quai nón, thân hình cao lớn rốt cục cũng chạy tới thông linh điện. Bất quá vị đại hán này chỉ đánh giá Hàn Lập vài lần, trong miệng nói ra một từ tốt thì liền nói với thiên cơ tử và Mã trưởng lão một câu. Còn một lô đan dược chưa luyện thành, sau đó liền vội vã bay đi. Thấy cảnh này, hai người thiên cơ tử chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Bọn họ tự hồ đối với biểu hiện của đại hán này đã sớm quen thuộc. Tiếp theo, Hàn Lập nhận lấy một tấm vạn lý phù từ Mã trưởng lão, sau đó đứng dậy cáo từ. Mà lúc gần đi, thiên cơ tử lại nói ba ngày sau sẽ thương lượng với mấy tộc khác về chuyện truyền tống trận, đồng thời cũng chuẩn bị tốt động phủ đến lúc đó Hàn Lập cứ trực tiếp đến bát Vân Sơn. Hàn Lập nghe vậy, hiển nhiên miệng đầy cảm tạ, sau đó đi ra đại điện, ngồi thú xa bay khỏi tòa thành của vạn cổ tộc. Mà lúc này, thiên cơ tử và trung niên nhân vẫn ngồi lại trong đại điện, đang tự định giá gì đó. Người thấy thế nào, người này có thể là gian tế của giác si tộc phái tới hay không? Thiên cơ tử hỏi, gian tế thì hiển nhiên không phải. Dùng một khối nhiễm hàn lệnh để tiến vào vạn cổ tộc chúng ta thì cũng không khỏi gây sự chú ý quá lớn. Càng huống chi người này từ cứu giáp đại sư, lại giết mấy tên giác si tộc cung cấp. Nếu thật sự chỉ vì trà trộn vào đây thì cái giá phải trả căn bản không bù đắt được cái mất. Hơn nữa cho dù đảm nhiệm chức vụ khách khanh trong bổn tộc, cũng không biết được cơ mật gì. Tốn cái giá lớn như vậy thì thật là quá đáng. Trung niên nhân không chút do dự lắc đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, nếu thế thì chúng ta cũng không cần dùng siêu hồn thuật để dò xét căn nguyên của hắn. Nếu không vạn nhất người này bởi vì vậy mà mang lòng oán hận thì có chút phiền toái. Thiên Cơ Tử gật đầu đồng ý nói. Hơn nữa chiến lược người này mạnh như thế, cơ hồ không dưới luyện hư hậu kỳ đỉnh phong. Nếu thật sự có thể đảm nhiệm chức vụ khách khanh trong tộc thì sẽ hữu dụng với bổn tộc. Trung niên nhân nói. Nhưng người này chỉ nghĩ đến việc sử dụng truyền thống trận ra khỏi Lôi Minh Đại Lục. Thiên Cơ Tử nhíu mày nói. Hắc hắc, truyền thống trận tiêu hao rất nhiều linh thạch. Cho khi thật sự có đủ số lượng thì cũng không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau. Trong lúc đó chúng ta chỉ cần tốt chút công phu đem hắn lưu lại cũng không phải là chuyện quá khó đương nhiên nếu hắn thật sự muốn rời đi thì chúng ta cũng không cần làm kẻ ác cứ thả hắn đi cũng được tồn tại luyện hư đỉnh giai có thêm một người hay mất đi một người thì cũng không bao nhiêu nếu vì hắn mà hủy đi danh tiếng thì không đáng thiên cơ tử thần sắc không đổi cuối cùng cũng nói ra quyết định nếu thiên cơ tử đạo hữu đã quyết định thì mã mẫu cũng không có ý kiến trung niên nhân suy nghĩ một lát cuối cùng cũng đồng ý được rồi tiếp theo nói về tin của giác si tộc đi. Lần này động tính của giác si tộc quá lớn, tựa hồ xa hơn mấy lần trước, cái khác không nói, chỉ riêng tồn tại thánh tộc cũng đã. Thiên cơ tử chuyển đề tài, cùng trung niên nhân bàn về chuyện xâm lấn của giác si tộc. Bên kia, hàn lập cưới thú xa vẫn chưa rời quá xa bát phân sơn, tùy tiện tìm một ngã tư đường, xuống xe, tìm một khách sạn khác ở lại. Khách sạn này thoạt nhìn bình thường, giống với kiến trúc của nhân tộc. Hàn lập nhận phòng, sau khi bày phòng hộ pháp chân thì lập tức ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu chậm rãi đánh giá cuộc trò chuyện của đám người thiên cơ tử, xem có gì không ổn không. Thần sắc bất định một hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài một hơi, vẻ mặt rốt cục cũng thả lòng. Xem biểu hiện của đối phương thì tựa hồ cũng không định gây bất lợi với mình. Phiền toái duy nhất là nguy hiểm tại nhiễm hàn giới. Bất quá nếu các tộc tiến vào trong không có tồn tại ngoài hợp thể kỳ thì cũng không có gì e ngại. Chỉ cần hắn không nổi lòng tham, không xông xáo khắp nơi tìm bảo vật, linh dược gì đó, mà tìm một nơi bí ẩn trốn thì hẳn không phải lo đến tính mạng. Đây cũng là khi hắn tại thông linh điện, đã nghĩ thông suốt nên mới có thể không chút do dự đáp ứng bọn người thiên cơ tử. Bất quá, ngày nhiễm hàn giới mở ra có thể kéo dài lâu như vậy, thật sự là nằm ngoài ý muốn của hắn. Nếu thật sự trăm năm sau mới mở ra, thời gian dài này hắn có thể mượn lực của linh đan, có cơ hội tu luyện đến luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, sau đó mượn linh khí kinh người ở nhiễm hàn giới, đột phá đến cảnh giới trung kỳ, đây cũng là do hắn có bình thần bí, có thể luyện chế ra đằng long đan cực kỳ chân quý. Nếu không tu sĩ bình thường mà muốn tu luyện đến sơ kỳ đỉnh phong trong vòng trăm năm, đây chỉ là chuyện mơ tưởng. Tới cảnh giới luyện hư kỳ, muốn tu vi tiến thêm một bước, linh lực tụ tập phải rất nhiều, cảnh giới hóa thần kỳ còn xa mới sánh bằng được. Càng không nói đến Hàn Lập lựa chọn pháp thể song tu, gian khổ càng xa những công pháp khác. Hàn Lập thầm nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên thần sắc vừa động, lật tay lại, trong tay hiện ra một vật màu trắng, mặt ngoài bị dán hồng sắc phù toàn. Đúng là ngọc hạp chứng nhiễm hàn lệnh kia, hàn lập hiểu sơ, mình lấy vật này khẳng định là có thể đổi lấy một chỗ tốt nữa từ đám người thiên cơ tử. Ít nhất một thông linh khôi lỗi là không thành vấn đề. Nhưng khi hắn vào đại điện, không đề cập đến chuyện này vì hắn cẩn thận. Mặc kệ khối nhiễm hàn lệnh này có tác dụng gì khi tiến vào nhiễm hàn giới hay không, thì hắn cũng không muốn lấy ra một lần hai cái, muốn trở lại một hậu thủ. chương 1590, Tứ Tộc Đấu Giá sau khi bình tĩnh nghĩ kế, bạch quang trên tay hàn lập chợt lóe, Ngọc Hạp liền biết mất không thấy. Chuyện phàm nhân tu tiên, tiếp theo, hắn ngồi trên giường nhập định, liên tiếp ba ngày, hàn lập vẫn không rời khỏi nơi ở mới. Nhưng đến ngày thứ tư thì kim quang trên người hắn chợt lóe, đột nhiên thần sắc vừa động, mở hai mắt ra. Tay vừa lật, một khối vạn lý phù mà thiên cơ tử đưa đã xuất hiện trong tay. Bề mặt phù xuất hiện sương mù, sau đế tô hiện ra một loạt chữ nhỏ. Sau khi xem xong, thần sắc hàn lập không đổi, lúc này thu lại vạn lý phủ liền đi ra khỏi phòng. nửa ngày sau, hắn đã ở trong một động phủ tại bát vân sơn. sau khi đánh giá xung quanh thì hắn lộ ra vẻ hài lòng. động phủ này linh kính không hề dưới vân hà sơn, hơn nữa trong động phủ vô luận là đan phòng, luyện khí thất hay dược viên đều đầy đủ tiện nghi, thậm chí dược viên đang trồng vô số linh dược phổ thông. hắn cực kỳ hài lòng đối với nơi này. bất quá, hàn lập vẫn không vội bắt đầu tu luyện mà dùng thần niệm đảo qua khắp nơi một lần sau đó bày ra mười mấy loại cấm chế lớn nhỏ trong và ngoài động phủ kể từ đó cho dù là hợp thể kỳ cũng không thể trong thời gian ngắn mà xâm nhập vào nơi này tiếp theo hắn lấy ra một số linh dược của mình đi đến động phủ bắt đầu đóng cửa luyện đan hắn chuẩn bị trước tiên luyện chế một số lượng lớn đằng long đan nhất định phần lớn là để dùng một phần nhỏ sẽ đem ra phường thị đổi lấy một số cực phẩm linh thạch không chỉ riêng thông linh khôi lỗi chỉ riêng việc truyền thống đã cần số lượng cực phẩm linh thạch kinh người nếu chỉ mang linh dược đi bán thì cho dù vạn niên linh dược cũng không đổi được đủ số lượng cần thiết, hơn nữa nếu bán nhiều sẽ gây ra sự chú ý. Nói như thế, thì hắn dùng đằng long đan đổi trực tiếp sẽ lợi hơn. Tin tưởng lấy sự cường đại của đan dược này, đủ để thượng tộc tại Vân Thành xuất ra cái giá kinh người. Đương nhiên hắn sẽ không bán nhiều, hơn nã sẽ cẩn thận che giấu thân phận của mình. Tin tưởng chỉ cần bán 2-3 lần sẽ không để thánh tộc chú ý. Nếu như vẫn không đủ thì hắn sẽ mang kim lôi trúc ra bán. Lấy trình độ quý hiếm của kim lôi trúc, tin rằng chỉ cần bán ra một gốc sẽ dư đủ. Hàn lập một bên bắt đầu luyện đan, một bên tự định giá các cách thu thập cực phẩm linh thạch. Thiên cơ tử sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ ra, trong mắt hắn hàn lập trong một khoảng thời gian ngắn không thể hoàn thành chuyện này. Nhưng đối với hàn lập chỉ là chút phiền toái mà thôi. Bất quá lúc thiên cơ tử an bài chỗ này cho hàn lập, cũng thuận tiện báo cho hắn rằng đã được sự đồng ý của các tộc khác về truyền tống trận. Về phần điều kiện ngặt thì cũng không tính là ngặt nghèo phần lớn đều bảo hắn trả lệ phí, chỉ có thạch kiến tộc là có chút phiền phức, dĩ nhiên bảo sau khi tiến vào nghiễm hàn giới, giúp bọn họ tìm một loại tài liệu luyên khí chỉ có ở nghiễm hàn giới. Bọn họ có bản đồ, trên đó có ghi rõ nơi trốn và chú thích. Sau khi hắn tiến vào nghiễm hàn giới, chỉ cần đi một chuyến này là được. Điều kiện này nói chung là có chút nguy hiểm, nhưng loại tài liệu này đối với thạch kiến tộc dường như rất quan trọng, cho nên bọn họ chỉ nói ra điều kiện này, bộ dáng không thể có kè mặc cả cho nên hàn lập sau khi tự định giá thì cũng đáp ứng nếu chỉ đi một chuyến thì có chút nguy hiểm ấy hắn vẫn dám làm nói như vậy cho dù hàn lập đạt thành hiệp nghị với thiên vân chư tộc chỉ cần chuyện ở nhiễm hàn giới kết thúc hắn có thể sử dụng truyền tống trận một lần hàn lập đứng ngẩn ngơ trong động phủ cứ thế một năm trôi qua trong lúc ở đây hắn một bên trồng linh dược luyện chế đan dược một bên bắt đầu dùng đằng long đan không ngừng tu luyện phạm thánh chân ma công mặc dù khoảng thời gian này không quá dài nhưng khi tu luyện pháp tướng Phạm Thánh chân ma công càng ngày càng ngưng tụ. Có thể thấy được hiệu lực kinh người của đằng Long Đan. Bất quá có chút kỳ quái, tinh tộc nữ tử tiêm tiêm kia vì sao vẫn không dùng vạn lý phù liên hệ với hắn. Phản phất như đã hoàn toàn quên hắn, Hàn Lập có chút kỳ quái, nhưng cũng không chủ động đi tìm nữ tử này. Một ngày kia, Hàn Lập rốt cũng cũng ra khỏi động phủ, sau khi đảo qua xung quanh một vòng liền trực tiếp hóa thành một đạo độn quang bay xuống chân núi. Không biết có phải là do trùng hợp hay không, vừa đúng lúc một đạo bạch hồng bắn xuống cùng với hàn lập một trước một sau, đồng thời tới chân núi. Quang mang thu liễn, thân hình hàn lập và một gã hán tử chọc đầu đồng thời hiện ra. Khuôn mặt đại hán hung ác, da tay có màu xám trắng. Kể từ đó hai người có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương một cái. Tại hạ thạch kiến tộc thiến kiên, nhìn khuôn mặt đạo hữu có chút xa lạ, chắc là vừa mới đến núi này. Đừng nhìn dung mạo của đại hán có chút dữ tợn, nhưng lời nói lại vô cùng khách khí. Hàn mỗ đích thật vừa mới đến núi này, thần niệm Hàn lập đảo qua, khi phát hiện ra đối phương là một gã luyện hư kỳ đỉnh dai thì cả kinh, nhưng mặt ngoài mỉm cười trả lời. Hóa ra là Hàn đạo hiếu, gì, ta nghe nói năm ngoái có một gã ngoại tộc kích phát một khối nhiễm Hàn lệnh, người nọ phải chăng là đạo hiếu. Đại hán cập nhật tin tức rất nhanh, vừa nghe họ của Hàn lập, lập tức đoán ra được thân phận của hắn. Hai mắt Hàn lập hiện lên một tia dị sắc, nhưng mỉm cười trả lời. Tại hạ đích thật là người kích phát nhiễm Hàn linh, không nghĩ tới danh tiếng Hàn Mỗ lớn như thế, ngay cả Đạo Hữu cũng biết. Ha ha, nhiều năm trôi qua, Hàn huynh là ngoại tộc đầu tiên kích phát nhiễm Hàn Lệnh, danh tiếng hiển nhiên không thể tầm thường được. Hiện tại Đạo Hữu ra ngoài, không phải là vì nghe đến tứ tộc đấu giá hội chứ, chẳng lẽ muốn tham gia hội này sao? Tứ tộc đấu giá hội? Hàn Lập có chút kinh ngạc, thế nào, Hàn Đạo Hữu không biết tin này ư? Ồ, cũng khó trách, Đạo Hữu mới đến Vân Thành chúng ta không lâu. Tứ tộc đấu giá hội này so với 13 tộc chúng ta cách 10 năm tổ chức một lần, do bổn tộc chủ trì, dùng để đề cao nhân khí ở Vân Thành. Đấu giá hội toàn lấy ra những bảo vật quý hiếm, cho nên mỗi lần đều hấp dẫn rất nhiều tồn tại cấp cao đến Vân Thành tham gia đấu giá. Mà lúc này đây, bởi vì giác si tộc tấn công, mấy lần đại chiến trước, tộc cũng bị vạ lây, vì ủng hộ tinh thần cho nên đã lấy ra nhiều bảo vật hơn. Cho Nde có thể có vạn rượu đan, đây chính là đan dược dành cho luyện hư kỳ đột phá bình cảnh. Chỉ có tinh tộc tông sư cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra, trước kia chưa từng nghe xuất hiện qua. Thiết Kiến có chút chợt hiểu, nhưng lập tức giải thích một hơi. Vạn Diệu Đan, Hàn Mỗ cũng nghe nói qua. Hàn Lập vừa nghe cái tên này, trong lòng không khỏi vừa động. Lúc đầu tại Lục Cảnh Thành, mấy tên dị tộc nhân từng đề cập đến tên đan dược này, tựa hồ giá trị còn cao hơn cả thông linh khôi lỗi. Bất quá nếu thật sự hữu dụng đối với luyện hư kỳ, thì hẳn có cách điều chế hoặc đan dược này hiển nhiên sẽ có trợ lực không nhỏ đối với đột phá bình cảnh sau này. Nếu thịnh hội như thế, Hàn Mỗ cũng không thể không tới xem một lần. Hàn Lập mở to mắt, trên mặt lộ rõ vẻ hứng thú. Nếu đạo hữu có ý này thì không ngại cùng ta đồng hành đi. Không gạt Hàn Huynh, lúc này đây hành trình đến nhiễm Hàn giới, thiết mỗ rất có thể cũng gia nhập vào trong đó, nói không chừng sẽ gia nhập một tổ với Hàn đạo hữu. Đến lúc đó còn cần Hàn Huynh chiếu cố một chút, đại hán đầu chọc cười ha ha, tựa hồ vô cùng sảng khoái. Đạo hữu nói đùa, thiết đạo hữu là thượng tộc cửu giai, tu vi hơn xa tại hạ. Bất quá tại hạ đúng là không quá quen thuộc với Vân Thành, vậy làm phiền thiết huynh một chút. Hàn lập hàm hồ cười ha ha, thiết kiến nghe được lời ấy, cười hắc hắc không nói gì thêm, vẫy tàn đón một thú xa dưới chân núi, sau đó mời Hàn lập lên xe. Hàn lập không khách khí, bước lên thú xa, đến đấu giá hội, đại hán phân phó Sa Phu một tiếng, tên Sa Phu kia nghe vậy, trong miệng đáp ứng một tiếng, nhất thời điều khiển linh thú chạy như điên. Trong xe, Hàn Lập tò mò hỏi không ít chuyện liên quan đến đấu giá hội, cho nên mới biết đấu giá hội đã bắt đầu từ sớm, nhưng chính thức diễn ra là ngày hôm nay. Mà vị đại hán thạch kiến tộc này vì vạn diệu đan, thậm chí không tiếc mượn rất nhiều linh thạch từ bạn tốt, lúc này mới đến tham gia đấu giá hội. Hàn Lập nghe nói phách mai hội lần này còn có hai thông linh khôi lỗi của vạn cổ tộc, thì trong lòng chợt động. Thú xa liên tiếp bay một canh giờ, phương hướng lại chuyển, Đi tới một ngã tư rộng rãi, trên đường đều là rất nhiều thú xa, hai bên còn có rất nhiều tu sĩ tu vi không yếu, cùng đi về một hướng. Cuối cùng, thú xa dừng lại tại đoạn cuối của ngã tư, bên cạnh cũng đông dạng có hơn 10 thú xa khác dừng lại. Hàn Lập cùng Thiết Kiến xuống thú xa, ánh mắt đảo qua khắp nơi. Chỉ thấy phía trước bất ngờ xuất hiện một tòa kiến trúc bốn mặt to lớn cao chừng hơn trăm trượng, rộng chừng gần ngàn trượng. Mà trên đỉnh kiến trúc này có một tế đàn hình trụ, phía trên huyền phù một hoàng sắc viên hoàn giống gỗ mà không phải gỗ, cũng không biết dùng tài liệu gì luyện chế thành nhưng lại chậm rãi chuyển động tỏa ra một cỗ hàn quang lành lạnh bao phủ cả tòa đại điện. Mà bốn phía đại điện là những giáp sĩ đứng thẳng bất động, đúng là khôi lỗi cấp bậc không thấp. Đại điện có ba lối vào, một lớn hai nhỏ, mỗi cửa là hơn 20 vệ sĩ đang phòng thủ. Những vệ sĩ này đều đã ngoài luyện hư kỳ, lúc này trong ba cửa, cửa lớn nhất thì không có nhiều người đi vào, nhưng hai cửa nhỏ bên cạnh thì tiến vào rất nhiều, bộ dáng vô cùng náo nhiệt. Hàn đạo hữu, trong tay ta có chút đồ vật, định đến thiên điện bán kiếm chút linh thạch. Không biết Hàn huynh có ý định đến xem một chút không? Trong lúc Hàn lập xuất thần, thiết kiến chợt hỏi một câu. chương 1591, gặp nhau. Thế nào, thiên điện có chỗ giao dịch sao? Nơi đây không phải chỉ cử hành đấu giá hội thôi sao? Hàn lập nghe được lời ấy, có chút ngoài ý muốn hỏi. Hàn đạo hữu có điều không biết, muốn mua đồ vật thì khẳng định phải tốn nhiều linh thạch mà không ít đồng đạo thích ngay trước khi đấu giá cử hành mới cầm một số tài liệu chân quý đổi lấy tinh thạch. Cho nên trước mỗi lần tứ tộc đấu giá, đều chưa ra một khoảng thời gian để cho các đạo hữu tự giao dịch, đổi lấy linh thạch hoặc những vật phẩm cần thiết. Nếu vật trong tay thật sự không thể bán thì có thể trực tiếp bán đấu giá, bọn họ sẽ nhận được mua. Bất quá giá cả khẳng định sẽ thấp hơn bình thường một chút. Nhưng chỗ tốt duy nhất là có bổn tộc phía sau chống đỡ, đồ vật chân quý gì cũng không bị thiếu linh thạch khi mua mà hai bên đại điện là một gian chuyên môn nhận mua đồ vật một gian nhận bán bảo vật thiết kiên giải thích hai câu nhận mua đồ vật hàn lập có chút động tâm thế nào hàn huynh cũng có bảo vật muốn bán sao bất quá ta khuyên hàn huynh trước tiên nên nhìn lại những thứ muốn bán sau đó nhìn những thứ muốn mua tại thiên điện vạn nhất vật trong tay có thể đổi lấy vật mình cần thì như vậy là tốt nhất đại hán đầu chọc đề nghị ừ đạo hữu nó có lý hàn mỗ trước tiên đi xem một chút đã hàn lập gật đầu nói nếu như vậy, đạo hữu đi với ta, nếu vận khí không tệ thì nói không chừng thật sự có thể có chút thu hoạch. Thiết kiên nghe Hàn Lập nói vậy, trên mặt lộ rõ vẻ cao hứng, lập tức dẫn Hàn Lập đi vào phía bên phải thiên điện. Giữa lối vào là vài tên lam bào thị vệ, ánh mắt chỉ đảo qua người Thiết Kiên và Hàn Lập, sau đó để hai người tiến vào. Tứ tộc đấu gái hội nguyên bổn là để tăng nhân khí và danh tiếng của Vân Thành, cho nên chỉ cần thân phận ngoài thượng tộc là có thể tùy ý tham gia. Cho nên người vào tham gia đấu giá hội, thân phận và tu vi cách xa nhau. Nhưng cũng bởi vậy cho nên số người bị hấp dẫn bởi đấu giá hội này cũng vượt xa những đấu giá hội khác tại Vân Thành. Thiết Kiên trong nháy mắt khi cùng Hàn Lập đi vào cổng thì nói với Hàn Lập, thượng tộc cũng có thể tham gia đấu giá hội này, nơi đây hóa ra lại có thể chứa được nhiều người như vậy sao? Hàn Lập nhướng mày, bộ dáng có chút không quá tin tưởng. Khó trách Hàn Lập nói như thế, tồn tại thượng tộc trong Vân Thành tuyệt đối trên 10 vạn. Mà đại điện trước mắt ngay cả khi không nhỏ nhưng tuyệt đối không thể chứa đồng thời nhiều người như thế hắc hắc nguyên do trong đó đạo hữu cứ tới sẽ rõ căn bản không cần thiết mỗ giải thích nghe hàn lập hỏi vậy thiết kiên lộ ra vẻ thần bí nói hàn lập nghe thế thì thần sắc vừa động ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước lúc này hắn mới phát hiện mình đang ở trong một môi trường thời gian rất lâu đi lâu như vậy mà vẫn chưa tiến vào trong điện không đúng phía trước ẩn ước có bạch quang mới vừa rồi bọn họ đi cũng xa nhưng sao thoạt nhìn vẫn không thể kéo gần khoảng cách Nét mặt Hàn Lập hiện ra một tia kinh ngạc, Không Gian chi thuật, thân sắc Hàn Lập ngưng trọng thì thào nói: "Ha ha, Hàn đạo hữu đã chú ý tới, đại sảnh của đấu giá hội này kỳ thật bản thân là một kiện pháp bảo, có thể tự do phóng to thu nhỏ, hơn nữa bản thân lại chứa thần thông không gian. Không gian trong thiên điện gấp 10 lần vẻ bên ngoài, đủ để chứa 10 vạn người." Thiết Kiên vừa cười vừa nói: "Thì ra là thế, trách không được đỉnh kiến trúc này lại có một viên hoàn, thoạt nhìn có vẻ quỷ dị." hàn lập lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó cửa vào này mặc dù do ảnh hưởng bởi không gian muốn đi phải mất nhiều thời gian hơn nhưng thật sự cũng không lâu lắm chúng ta có thể lập tức ra khỏi nơi đây thiết kiên dùng bàn tay to gãi đầu đã tính trước nói hàn lập chỉ gật đầu vẫn chưa tiếp lời quả nhiên như lời thiết kiên nói bọn họ chỉ đi như vậy một lát nữa thì lối ra phía trước đột nhiên chợt lóe kéo gần khoảng cách của bọn họ lại hai người đế dàng đi vào cửa đến một khoảng sân rộng rãi người nơi đây vô cùng náo nhiệt phảng phất như khu phố mà người ta hay lui tới bốn phía sân là những quang mạc hình trọng được đặt sát nhau không ít tu sĩ từ trong quang mạc bước ra mà trung tâm sân rộng là một bạch ngọc thạch hai phía trên là bàn gỗ hai gã sai vặt mặc áo xanh mi thanh mục tú đang đứng cạnh vài tên dị tộc nhân khác nói điều gì đó hàn lập đang nhìn đến xuất thần thì thiết kiên ôm quyền nói đạo hữu có việc cứ đi tại hạ cũng muốn tham quan nơi này một chút hàn lập cười khách khí trả lời. Vậy thiết huynh bảo trọng nhé, thiết kiên sau khi chắp tay thì vội đi về phía trước. Hàn lập nhìn bóng lưng đại hán, ánh mắt chấp động vài cái, sau một lúc lâu mới đánh giá ngọc bàn ở trung tâm, bỗng nhiên đi qua. Chỉ một lát sau, hắn đã đi tới gần một ngọc bàn. Mà lúc này, mọi người đã đi lên thạch thai, giờ phút này, hàn lập trung quy đã nhìn rõ, những tộc nhân đi lên thạch thai. Mỗi người đều đưa cho hai gã sai vặt một túi cao dai linh thạch, sau đó nhận một khối tiểu phiến màu sắc khác nhau. Ánh mắt Hàn Lập nhìn theo những người đó không rời, người nọ sau khi đến khoảng sân rộng, đem tiểu phiên huy động vài cái, một quang mạc hình bán viên hiện lên, che giấu toàn thân. Hàn Lập dùng thần niệm quan sát nhưng khi thần niệm vừa tiếp xúc với quang mạc liền bị một tầng cấm chế chặn lại, không thể nhìn thấy thứ gì bên trong. Hiển nhiên quang mạc này là một thứ dùng cho các tu sĩ tới giao dịch, kể từ đó cũng không cần lo lắng bị người khác rình rập. Sau khi Hàn Lập đảo qua bốn phía, mắt thấy quang mạc xung quanh đều chớp lóe không ngừng mà cách hắn một khoảng xa có mấy người đang chiếm cứ một khoảng sân rộng, tựa hồ rất là nhốn nháo. Hàn lập thở dài một hơi, lắc đầu, cho dù có bảo vật, muốn tìm người thích hợp để mua thì tuyệt đối giống như mò kim đáy biển. Hắn sẽ không lãng phí nhiều thời gian ở đây, nếu hắn muốn có vạn rượu đan thì phải kiếm thật nhiều linh thạch trước khi đấu giá diễn ra. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập bắt đầu lặng lẽ đi dọc theo rìa sân, hơn nữa vừa đi vừa cảnh giác, ngẫu nhiên mới có thể đi vào một hai quang mạc, nhưng lại rất nhanh đi ra, sau một khắc, Hàn Lập vẫn không có thu hoạch gì, lúc này nhướng mày, quyết định quay người lại, đi theo đường cũ đi đến lối vào. Không biết có phải trùng hợp hay là Hàn Lập cố ý, mà khi hắn lần nữa tiến vào cửa thì trong cửa chỉ có mối một hình hắn mà thôi. Hàn Lập vừa đi vào, tay áo đột nhiên phất lên, một hắc sắc xa cân hiện ra. Tiếp theo phanh một tiếng, một đoàn hắc vụ thản nhiên đem Hàn Lập vây vào trong, làm cho thân hình của hắn trở nên mơ hồ. Một khắc sau, ánh sáng trong hắc vụ chợt lóe, sương mù bỗng nhiên quay cuồng, Hóa thành một kiện hắc sắc trường bào, choàng lên người Hàn Lập. Lúc này Hàn Lập mới từ trong sương mù hiện ra, khí tức hắn như ẩn như hiện, yếu ớt vô cùng. Nhưng khi hắn vừa bước ra thì lộ ra một khuôn mặt nho sinh tái nhợt. Chỉ trong chốc lát, Hàn Lập biến ảo cả dung mạo lẫn trang phục. Bất động thanh sắc, Hàn Lập không chút hoang mang đi ra cửa, cùng vài tên dị tộc nhân khác sánh vai. Làm bảo vệ sĩ chỉ nhìn lướt qua Hàn Lập nên sẽ không thấy điều gì bất thường. Hàn Lập nghênh ngang tiêu sái đi vào trong thiên điện. Đây cũng là một khoảng sân rộng nhưng tình hình bên trong lại làm cho Hàn Lập có chút ngẩn ra. Nơi đây nhân số mặc dù không ít nhưng tất cả đều tập trung tại sân rộng. Tại một chỗ cách đó không xa là một khối thạch bách cao chừng hơn 10 trượng, phía trên chấp động ngân sắc văn tự, tất cả đám tộc nhân này đều nhìn lên thạch bích. Mà phía sau thạch bích là mười mấy gian nhà, vây xung quanh một tòa lầu các ngọc ốc. Mỗi một gian đều trong suốt sáng long lanh, trắng như tuyết. Nhưng những phòng này lại có bạch quang mang chấp động, bị một mảnh quang hà che lấp. Lầu các ở trung tâm màu đỏ đậm bị một tầng khói xanh bao phủ, mơ hồ phát ra mùi hương phảng phất như không phải vật ở nhân gian. Những người nhìn thạch bích này, thỉnh thoảng có người đi vào trong ngọc ốc, nhưng sau khi đi ra, có người thần sắc âm tình bất định, có người uể oải buồn bực, có người thì vô cùng hưng phấn. Hàn lập sau khi thấy rõ tình hình thì không trần trừ đi về phía một khối thạch bích. Nhưng lúc này, một khối thạch bích gần đó, một nữ tử dáng người thon thả bỗng nhiên xoay người lại, đồng dạng cũng đi về phía thạch bích mà Hàn lập đang đi đến. Ánh mắt Hàn Lập sau khi đảo qua nữ tử này, thân hình chấn động, không cách nào giữ được bình tĩnh, sắc mặt đại biến. Nữ tử này mặc một thân lam sắc trường bào, khuôn mặt xinh xắn nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, vẫn chưa phát hiện ra Hàn Lập, trực tiếp đi đến thạch bích, sau đó đôi mi thanh tú nhíu lại nhìn. Sao có thể là nàng, không thể nào, trên thế gian thật sự có người giống như thế sao? Hàn Lập hoàn toàn đứng lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn lam bào nữ tử không chấp, dùng thanh âm chỉ có mình nghe được thì thào lẩm bẩm không ngừng. Hàn Lập cứ như thế thất thố nhìn Lam bào nữ tử, làm cho nữ tử này dường như cảm ứng được gì đó, theo tiềm thức quay lại nhìn, vừa đúng lúc ánh mắt chạm với Hàn Lập. Chương 1592, quái nhân. Vừa nhìn thấy Hàn Lập nhìn chằm chằm, nữ tử này đầu tiên ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra một tia não ý nhưng thần niệm sau khi đảo qua thì trong lòng cả kinh. Nàng căn bản không thể nhìn ra được bất cứ linh khí ba động gì trên người Hàn Lập, điều này làm cho nữ tử bất an, lập tức chuyển thân đi vòng qua. Mà lúc này, Hàn Lập cũng từ trong thất thố tỉnh lại, lần nữa khôi phục thần sắc như thường nhưng vẫn nhìn theo nữ tử này, đồng thời trầm ngâm. Làm bào nữ tử này vẫn ẩn sau tận đáy lòng hắn, hắn lập tức không muốn nhớ lại hình bóng kia, điều này làm hắn khiếp sợ lại không khỏi có chút trần chờ. Trần Sảo Thiến, đây là tên của nữ tử mà năm đó đã từng biểu đạt yêu thương với hắn, đảng dầm hiện lên trong lòng hắn, phóng đại ra gấp mấy lần, trong lúc nhất thời kỷ niệm tràn ngập khắp không gian. Làm bào nữ tử này, vô luận là hình dáng hay dung mạo đều giống y trang trần xảo thiến đã sớm mất tại nhân giới ngoại trừ thần thái có chút lạnh lùng thì những cái khác cũng giống phảng phất như nữ tử này lần nữa được tái sinh năm đó khi hàn lập nghe được tin nữ tử này mất thần sắc có vẻ như bình tĩnh nhưng trong lòng lại dâng lên một tia phiền muộn và cảm xúc khó hiểu có lẽ không phải là yêu nhưng với một nữ tử đã từng thích mình thì đây hiển nhiên là một mối tình khó quên bất quá trần xảo thiến căn bản không thể sống lại cũng không thể đầu thai tại nhân giới cho nên làm bảo nữ tử kia ngay cả khi giống nàng thì bất quá chỉ là một dị tộc nhân mà thôi. Tâm niệm trong đầu Hàn Lập lưu chuyển, đem cảm tình như sóng vỗ bờ, mạnh mẽ đè nén lại. Sau khi hơi do dự thì vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu, đi đến khối thạch bích kia. Làm bảo nữ tử mặc dù không xoay lại nhưng dường như có thần thông có thể cảm ứng được chuyện phía sau, nhướng mày, thân hình lại di chuyển đến chỗ khác. Mà Hàn Lập cũng không khách khí, bước vài bước lớn trực tiếp đến chỗ nữ tử này đứng lúc nãy. Bất quá hàn lập không cần quay người lại cũng có thể cảm ứng được lam bào nữ tử ở sau lưng đang nhìn mình, sau đó bước nhanh về phía một khối thạch bích ở phía xa. Xem ra nữ tử này mười phần là xem hắn giống như đồ háo sắc. Hàn lập cười thầm, đem tâm thần thu lại, chú ý tới thạch bích trước mắt. Ngân sắc văn tự trên thạch bích giống như đã dự đoán, toàn bộ là do thiên tài địa bảo tạo thành. Nhưng kỳ quái là phía trên không có ghi chú về giá cả, chỉ có ghi số từ 1 đến 30 mà thôi. Hàn lập thấy vậy, trong lòng vừa động lập tức nghĩ tới điều gì đó, đem ánh mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy Ngọc ốc ở phía xa có 13 chỗ, hơn nữa mỗi gian phòng đều có một con số rực rỡ ánh vàng, huyền phù trôi nổi. Thấy cảnh này, Hàn Lập cơ hồ không cần đoán cũng lập tức rõ ràng, tài liệu hẳn là phía sau thạch bích này. Hắn không vội, bất động thanh sắc đem khối thạch bích này nhìn kỹ lần nữa, liền quay đầu đi về phía thạch bích tiếp theo. Lấy tốc độ của Hàn Lập, cơ hồ trong nháy mắt là đã xem qua hơn phân nửa số thạch bích nhưng mặt hắn không chút biểu tình tựa hồ không tìm được mục tiêu thích hợp tiếp tục lặng lẽ tìm kiếm nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng ầm ầm truyền tới trong tòa lầu các đỏ đậm kia phát ra tiếng quát to cái gì lão quái người dám nói thứ này là giả à không thể nào đây là ta mất sức chín châu hai hổ thậm chí thiếu nữa mất cái mạng trong tay đám kim xí sí cự nhân nói nhiều quá nói giả là giả thật sự không thể nhận vật này nếu đã xem hết đồ vật thì khâu đạo hữu có thể đi một âm thanh the thế từ trong lầu cách truyền ra, hơn nữa lại không hề khách khí. Lão tử vì thứ quỷ này, sau khi trở về động phủ nằm bầy tám năm thì cuối cùng mới biết là giả, đừng để ta biết tên kẻ kia, nếu không ta nhất định không nói hai lời, chặt đi cái đầu của hắn. Giọng nói của người đầu lại tiên vang lên, trong âm thanh trộn lẫn linh lực cho tất cả mọi người bên ngoài đều có thể nghe rõ. Nhưng nơi đây hơn phân nửa không phải là người bản địa, sau khi giật mình thì cũng không để ý tới nữa đột nhiên hồng quang bên ngoài lầu các chợt lóe một thân ảnh thật lớn từ bên trong hồng quang bước ra ngoài thân hình thoáng một cái liền rơi xuống mặt đất âm một tiếng nhân ảnh này vô cùng lớn khiến mọi người không khỏi nhìn lại kết quả tất cả mọi người đều hít một ngụm lương khí người này từ đầu tới chân một nửa là nhục thân một nửa là kim loại nửa phần kim loại phát ra hôi quang quỷ dị phảng phất như cổ đồng không thể bị phá vỡ mà khi nhìn lên trên lại là một khuôn mặt dữ tợn chẳng những mắt mũi to lớn gấp hai lần người bình thường mà trên đầu lại có sừng nhọn, người có vài đám lông xanh. Thần niệm hàn lập sau khi đảo qua quái vật này thì sắc mặt không khỏi đại biến, hắn không thể nhìn ra tu vi người này sâu cạn thế nào, dĩ nhiên là tồn tại hợp thể kỳ đỉnh phong giống như thiên cơ tử. Bất quá hàn lập không nhận biết quái nhân này, nhưng không có nghĩa là những dị tộc nhân khác lại không biết. Cơ hồ khi quái nhân vừa đáp xuống đất, trong đám người gần đó lập tức đi ra mười mấy người, hướng về phía quái nhân cung kính thi lễ tham kiến đoạn trưởng lão, bái kiến tam trưởng lão, liên tiếp những tiếng thi lễ phát ra, mà những người này vóc dáng so với người bình thường cao lớn hơn nhiều, có lẽ tất cả đều là thạch kiến tộc nhân, mà tên quái nhân này đúng là một vị trưởng lão của thạch kiến tộc. Ô, các người cũng tới tham gia đấu giá hội sao, hy vọng các người có thu hoạch. Ta chuẩn bị trở về, không định tham gia hội này. Ánh mắt quái nhân đảo qua những người thi lễ, sau đó tùy ý khoát tay, không hề bắt chuyện cùng ai nữa, đi nhanh ra bên ngoài nơi đi qua đám người gần đó hiển nhiên đều vô cùng kính sợ nhường đường trùng hợp hướng đại hán đi vừa đúng lúc về phía hàn lập hàn lập thấy vậy đồng thời lui qua một bên nhưng một màn tiếp theo lại khiến hàn lập giật mình quái nhân ngay khi bước qua cạnh hàn lập bỗng dừng chân nhíu mày một cái tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ khó tin gắt gao nhìn thẳng hàn lập một màn quỷ dị như thế hiển nhiên làm những người khác gần đó đều ngạc nhiên không ít ánh mắt rơi trên người hàn lập nghĩ muốn nhìn ra điều gì đó vị tiền bối này có gì phân phó vãn bối sao? Hàn Lập cảm thấy không ổn, không hiểu xảy ra chuyện gì, sau khi thi lễ thì mặt tươi cười hỏi. Người tên gì, là tộc nhân nơi nào? Hàn Lập không biết dụng ý của đối phương, nào dám trả lời tên thật, chỉ có thể hàm hồ trả lời. Được, tốt lắm, ta là đoạn thiên nhận thạch kiến tộc, sau này nếu người gặp phiền toái gì ở thiên vân thì cứ nói tên của ta ra. Cũng không biết lão quái vật này có thật sự tin lời Hàn Lập hay không, thân hình đột nhiên mơ hồ, nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hàn lập ở phía đối diện là thần sắc đại biến hắn có thể cảm nhận rõ ràng đầu vai của mình trong nháy mắt đã bị đối phương dùng tay vỗ một cái ngay khi hắn có linh mục thần thông thì cũng không tìm được dấu vết đối phương đã ra tay nhưng động tác thật sự là quá nhanh căn bản không thể tránh kịp mà từ bàn tay của đối phương truyền tới một đạo linh khí quỷ dị sau khi lưu chuyển trên cánh tay một trận mới tự động tản mát tiền bối đây là ý gì sắc mặt hàn lập có chút xanh mét Mới vừa rồi đại hán vỗ vài vai hàn lập, những dị tộc nhân ở đây có thể nhìn ra chỉ không quá 10 người, cho nháy mắt phần lớn những người tại đây, hàn lập tự nhiên hỏi quái nhân câu này làm cho ánh mắt cùng ngữ khí của họ có chút kỳ quái. Thấy hàn lập biến sắc hỏi, ánh mắt quái nhân đảo qua người hàn lập, nhưng lại không chút tức giận cười hắc hắc nói. Không có gì, lão phu thấy đạo hữu tựa hồ cũng tu luyện luyện thể thuật nào đó, hơn nữa có chút thần diệu nên muốn cùng đạo hữu trao đổi một hai công pháp tâm đắc gì đó mà thôi. Hàn lập bị quái nhân nhìn, chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến cảm giác đau nhức, trong lòng không khỏi hoảng hốt. ngay cả khi hắn dùng hắc xa kết hợp với huyễn hóa chi thuật mà mình mới tham ngộ, ẩn diện mục, nhưng tu vi đối phương hơn mình quá xa, có giấu được hay không thì không nắm chắc. bất quá Hàn lập hiển nhiên không tin đối phương chỉ muốn trao đổi công pháp, hơn nữa mới vừa rồi đối phương vỗ một trường, rốt cuộc là ý gì? sắc mặt Hàn lập âm trầm, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, nhất thời không thể nghĩ ra đối phương đột nhiên nhắm vào hắn là vì mục đích gì hắn tuyệt đối lần đầu tiên nhìn thấy quái nhân này. Tiểu tử kia, không cần nghĩ làm gì cho mệt, bây giờ ta đến thuần hương các phía trước chờ ngươi, không nên có ý nghĩ bỏ trốn. Một trường vừa rồi mặc dù vẫn không động tay động chân gì, nhưng đã lưu lại trong cơ thể ngươi ấn ký, đủ để ta quan sát ngươi vài canh giờ. Bên tai hàn lập truyền tới tiếng của quái nhân, tiếp theo đại hán không giải thích gì thêm, cười ha ha rồi xoay người bỏ đi. Chỉ một lát sau liền rời khỏi khoảng sân rộng, đi đến lối vào, để lại hàn lập một mình, thần sắc âm trầm bất định, mà thần sắc mọi người xung quanh cũng kỳ quái nhìn hắn. Giờ phút này lòng hắn không yên, căn bản không thể bình tĩnh được. Khi hắn ngẩng đầu lên thì chạm vào ánh mắt của nhiều người xung quanh, TENG lòng không khỏi cười khổ, lúc này mới xoay người lại đi đến lối vào. Chương 1593, Cửu Hương Linh Tử. Ban đầu Hàn Lập Định sau khi dịch dung sẽ lặng lẽ đem một phần linh dược trong tay bán ra, thu lấy linh thạch nhưng hiện tại bởi vì vừa gặp lão quái vật kia cho nên không thể bán trước mắt nhiều người. Trong lòng hắn tự định giá, lập tức bỏ đi ý định này. Hàn Lập bình tĩnh từ trong thiên điện đi ra, tới một đấu giá đại điện, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn về phía đối diện. Khi vừa mới tới, hắn cũng không chú ý tới thuần hương các gì đó, nhưng hiện tại cẩn thận nhìn thì quả thật thấy một chỗ như vậy. Lầu các này cũng không quá lớn nhưng đấu giá đại điện lại đối diện lại cao đến ba tầng, trước cửa treo tấm biển vẽ rồng bay phượng múa bất quá hàn lập chú ý tới chính là một tòa lầu các không bắt mắt hồi lâu vẫn không có khách vào đây chính là lầu các mà quái nhân đoạn thiên nhận bảo đến hàn lập tự định giá trong lòng không khỏi có chút trần trừ không quyết đấu giá hội còn phải một đoạn thời gian nữa mới bắt đầu mà hắn cũng không biết lão quái thạch kiến tộc này tìm hắn là có ý gì đột nhiên hắn phất tay áo một khối hắc sắc tiểu sơn bay ra đúng là nguyên từ thần quang mặt hắn không chút thay đổi nhìn vật này chân mày cao lại mới vừa rồi mặc dù đoạn thiên nhận cực lực che giấu nhưng nhờ linh mục thần thông nên hắn vẫn cảm ứng được đối phương vừa quét ánh mắt về phía tay áo hắn. Không biết tại sao đối phương lại chú ý đến cánh tay này, không biết có phải hắn có hứng thú với nguyên tử sơn hay là. Tâm Hàn Lập có chút trầm xuống, nghĩ đến cánh tay, Hàn Lập bỗng nhiên nhấc tay áo lên, sờ soạng bên trong một chút. Mặc dù hắn không cảm thấy điều dị thường nào khác, nhưng huyền thiên chi bảo biến thành quả thực đang bị phong ấn tại đó chẳng lẽ đối phương cảm ứng được sự tồn tại của kiếm này? Hàn Lập tự định giá càng cảm thấy không ổn, mặc dù đến nay hắn vẫn chưa biết nhân tộc cùng phi linh tộc bởi vì tìm kiếm kiện Huyền Thiên Chi Bảo này mà trước sau đã huyết tế một lần. Nhưng hắn đã chứng kiến quy uy lực của bảo vật này, nếu có thể khống chế nó thì đủ để thoải mái tung hoành linh giới, ư. Ừ. Cho nên mặc dù kiếm này chỉ mới dùng một lần nhưng trong lòng hắn đã sớm coi đó là một bí mật lớn, chỉ thấp hơn chiếc bình thần bí nhưng tầm quan trọng thậm chí còn trên cả phệ kim trùng thành thục. Bất quá tỷ lệ vị trưởng lão thạch kiến tộc này khám phá ra trong người hắn có huyền thiên chi bảo cũng không lớn lắm, nếu không lúc đầu thiên cơ tử chỉ nhìn một lần đã phát hiện ra rồi. Huyền thiên chi bảo hiện tại bất động nhưng đã ở trong cánh tay hắn thì không thể phát hiện. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng đối phương tu luyện công pháp nghịch thiên gì đó có thể cảm ứng được. Mặc kệ thế nào, hiện tại hắn không thể đối kháng với một gã hợp thể kỳ đỉnh phong được, cho dù đối phương không đưa đạo linh lực vừa rồi vào cơ thể thì hắn cũng không thể chạy ra khỏi vân thành vốn được bảo vệ nghiêm ngặt vô luận là hỏa hay phúc thì chỉ có thể đi vào mới biết. Hàn Lập đứng tại chỗ, thần sắc âm trầm bất định một hồi lâu, cuối cùng bước chân đi về phía thuần hương các. Cũng may đối phương dù có chú ý với huyền thiên chi bảo thì tính mạng cũng tạm thời có thể giữ được. Nhưng Hàn Lập có chút bất đắc dĩ khi bước vào đại môn của thuần hương các chính là một thanh niên tinh tộc, khuôn mặt tuấn tú đứng ngay cửa. Vừa thấy Hàn Lập tiến vào, tên dị tộc nhân kết đan kỳ này lập tức tiến lên cười đón. Lệ tiền bối, đoạn trưởng lão đã chờ ngài tại quý thất, mời tiền bối theo vãn bối. Mời đi trước dẫn đường, ánh mắt Hàn Lập sau khi đảo qua tầng 1, nét mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Đại sảnh trước mắt trống rỗng, không có bất kỳ đồ vật gì, chỉ có bốn vách tường không biết dùng tài liệu gì luyện chế thành mà chớp động linh quang. Tinh tộc thanh niên lúc này dẫn Hàn Lập đi lên cầu thang. Chỉ một lát sau, Hàn Lập đã ở tầng 3, sau đó được dẫn tới một phòng bị bao phủ bởi kim lâu lung cháo. Tinh tộc thanh niên dừng bước, tay bắt quyết, rồi dơ về phía cửa phòng nhất thời một đạo ngân quang từ trong cổ tay áo bắn ra tiếp theo thanh niên cung kính đứng một bên một lúc lâu bên trong truyền ra tiếng nói xé gió nếu người đã tới thì cứ vào đi hàn lập nghe tiếng này ngẩn ra lộ ra vẻ kinh nghi bất định đây là giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử nhưng vào lúc này kim quang trước người tách ra đồng thời cửa phòng từ từ mở ra hàn lập hơi trầm ngâm liền nhẹ bước vào cửa phòng lần nữa đóng lại kim quang một lần nữa hiện lên tham kiến hai vị tiền bối sau khi ánh mắt Hàn Lập Đảo qua trong phòng, liền chắp tay thi lễ. Gian phòng này rộng hơn 10 trượng, trước mặt là một cái bàn với hai người đang ngồi. Một người đúng là Đoạn Thiên Nhận, người còn lại là một tinh tộc mỹ phụ chừng 30 tuổi, cảnh giới là Hợp Thể sơ kỳ. Xem ra mới vừa rồi bắt chuyện với Hàn Lập chính là nữ tử này. Lệ Đạo Hữu không cần đa lễ, mời ngồi, phụ nhân mỉm cười nói, "Giờ phút này Đoạn Thiên Nhận cầm lấy một bầu rượu màu hồng, đưa lên miệng uống chỉ là ánh mắt thoáng nhìn qua Hàn Lập nhưng tay lại không ngừng dốc rượu. Cũng không biết trong bầu rượu là loại linh tử nào, cho dù Hàn Lập là người không thường xuyên uống rượu nhưng cũng cảm thấy một mùi thơm nồng đậm sộc vào mũi. Bất quá nếu đối phương đã mở miệng, Hàn Lập cũng không khách khí, sau khi thi lễ liền ngồi xuống một ghế gần đó. Lúc này, đôi mắt trong suốt của Mỹ phụ lưu chuyển trên người Hàn Lập. Hàn Lập chú ý khi ánh mắt đối phương đảo qua cánh tay của mình, ánh mắt mơ hồ chấp lên, sau đó lập tức thả lỏng xem ra đoạn thiên nhận đã nói cho nữ tử này điều gì đó hàn lập âm thầm nhướng mày cảm giác được phiền toái lần này không nhỏ người của tinh tộc thông minh tuyệt đỉnh có thể tu luyện đến hợp thể kỳ thì càng giống yêu quái nghĩ rằng muốn dối gạt sự kiểm tra của nàng thì thật sự là chuyện không tưởng được rồi người đã tới chuyện cần hỏi ta cũng đã nói toàn bộ cho ngươi biết tiếp theo cụ thể thế nào thì phải nhờ thái tiên tử đoạn mẫu chỉ là một gã thô kịch không muốn động đến đầu óc nhưng tới lúc nào đó, ta nhất định phải chiếm được một phần thật to. Đoạn thiên nhận rốt cuộc uống một hơi sạch linh tử, sau đó đặt bình rượu qua một bên, dùng tay áo lau miệng nói. Đoàn huynh cần gì nóng vội, thiếp thân chỉ mới vừa nghe đạo hữu nói, cụ thể có thật hay không thì cần nghiệm chứng một chút. Tinh tộc Mỹ phụ thản nhiên cười nó, tiên tử cứ tự nhiên, lão óc hù đã tự mình kiểm tra qua, đích thật không giả. A, à, tiên tử còn cửu hương linh tử không, cho đoạn mỗ một bầu nữa đi. Đoạn thiên nhận đầu tiên là từ chối cho ý kiến, nhưng lập tức lắc bầu rượu, hàm hồ nói. Đoàn huynh thật sự là xem thuần hương các của ta là một quán rượu sao. Cửu hương linh tử này mỗi trăm năm mới có thể chế ra 10 bình, hôm nay ngươi làm một hơi hết ba bình. Lần sau khi mở cửa, thiếp thơ cũng chỉ có thể dùng linh tử bình thường chiêu đã thôi. Mỹ phụ họ thái nhìn đoạn thiên nhận một cái, nhưng cuối cùng linh quang trên tay chợt lóe, một vò rượu xanh biết xuất hiện trong tay, rốt cục cũng đưa cho đoạn thiên nhận một bình rượu nữa. Ha ha, đó cũng bởi vì trong Vân Thành chỉ có một mình tiên tử mới có thể luyện chế ra được loại linh tử này, Đoạn Mỗ từng mấy lần hỏi cách điều chế. Đáng tiếc tiên tử quá bảo mật, ai, cũng kỳ quái, tiên tử căn bản không uống rượu thế nhưng lại có thể chế ra loại linh tử được xưng là đệ nhất linh tử ở Vân Châu. Đoạn Thiên nhận bưng bầu rượu lên, lại uống một ngụm, sau đó cười nói. Vân Thành đệ nhất linh tử, chỉ là một số đạo hữu yêu ái mà thôi, mà không phải thiếp thân hẹp hòi đây là do phương pháp luyện chế linh tử này có liên quan đến công pháp tu luyện, cho dù sao cho đạo hữu thì cũng không thể luyện chế ra cửu hương linh tử được. Mỹ Phụ dùng tay che miệng, cười khẽ nói. Đoạn thiên nhận nghe trả lời, cười hắc hắc tiếp tục uống rượu, không hề tiếp lời. Mỹ Phụ lật tay, lấy ra một cái chén màu vàng, cũng đem tiếp ra một vò rượu nữa, sau khi rót liền hướng hàn lập đưa qua. Nhất thời chén rượu được một đoàn lục quang bao lại, chậm rãi đưa tới. Lệ đạo hữu có thể tới đây, cũng xem như có duyên với thuần hương các của thiếp thân nếu không ngại thì mời nếm thử cửu hương linh tử mỹ phụ chờ sau khi hàn lập nhận chén rượu mới cười nói đa tạ tiền bối ban rượu hàn lập cảm ơn một tiếng bất quá không lập tức uống cạn một hơi mà là ánh mắt nhìn về phía trong chén rượu màu vàng này cái gọi là cửu hương linh tử thật ra lại trong suốt mang theo chút hồng trong chén rượu màu vàng phảng phất như một hồ nước diễm lệ hơn nữa từ trong chén rượu lan ra từng trận mùi thơm mũi nhẹ ngửi thì mùi thơm trong nháy mắt lại biến hóa vài lần thật sự thần kỳ linh tử này chẳng những rất thơm hơn nữa sau khi uống có thể sáng mắt người sảng khoái một một ngụm cũng có thể tiết kiệm hơn một tháng khổ tu đôi mắt sáng của mỹ phụ sau khi lưu chuyển liền thản nhiên nói rượu này thần kỳ như thế vãn bối đúng là có phúc không nhỏ hàn lập lúc này cũng đã xác định trong rượu không có vấn đề không hề do dự nhấm nháp một cái phảng phất như một khối hàn băng đưa vào miệng nhưng lập tức khối băng liền tan ra thành nước ấm linh hoạt dị thường mang theo mùi thơm tuyệt vời. Tiếp theo mùi thơm trôi xuống ít hầu, rồi xuống bụng căn bản không cần hàn lập nuốt. chương 1594, Nguyên tử chi thể. ầm um, hàn lập chỉ cảm thấy đan điền trong nháy mắt nóng như lửa đốt, lập tức một cỗ nhiệt hỏa truyền khắp nới, toàn thân trở nên thoải mái dị thường. Quả nhiên vô cùng thần kỳ, đây là lần đầu vãn bối uống được linh tử tuyệt vời như thế hàn lập khép hờ hai mắt thưởng thức một hồi lâu sau đó mở miệng tán thán hắc hắc nếu loại rượu này không thần rượu như thế thì đoạn mỗ cũng không trông mong mòn con mắt hàng năm đều đến đây uống rượu đoạn thiên nhận nhếch miệng cười nói hai vị đạo hữu thích linh tử của thiếp thân như vậy thì đã là vinh hạnh cho thiếp thân bất quá lần này mời lệ đạo hữu tới không phải chỉ có uống chút rượu như thế mỹ phụ lạnh nhạt cười vãn bối cũng hiếu kỳ không biết hai vị tiền bối đem vãn bối tới đây là có ý gì chỉ giáo hàn lập biến sắc sau khi bỏ chén rượu xuống liền hỏi nếu lệ đạo hữu đã chủ động hỏi thì thiếp thân cũng không vòng vo đạo hữu có thể giơ tay áo lên cho thiếp thân xem bàn tay một chút được không tinh tộc mỹ phu nhân nhìn hàn lập chầm chằm mặt lộ ra một tia cổ quái bàn tay hàn lập tuy mặt ngoài cả kinh nhưng thực tế trong lòng lại thở dài một hơi chỉ cần đối phương không hướng về huyền thiên chi bảo thì những chuyện khác không cần lo không sai chính là bàn tay Tinh tộc Mỹ phụ giơ tay chỉ về phía tay áo hắn, rứt khoát nói. Được, không thành vấn đề. Hàn lập trầm ngâm một hồi lâu, mới có chút miễn cưỡng đáp ứng. Sau đó hắn giơ tay áo lên, đem bàn tay đưa ra. Nhưng ngoại trừ thoạt nhìn có chút trắng thì bàn tay này thật sự rất bình thường. Mỹ phụ nhìn bàn tay này, nhíu mày. Tinh thạch trên trán chợt lóe, một đạo ngân mang bắn nhanh ra, tốc độ giống như điện quang, một chút đã tới ngay trước mặt hàn lập, hung hăng đánh lên bàn tay nữ tử này thoạt nhìn dịu dàng nhã nhặn nhưng động thủ lại vô cùng tàn nhẫn, không chút dấu hiệu liền ra tay. Hàn lập trước đó căn bản cũng không nghĩ tới công kích này, không kịp đề phòng, năm ngón tay chỉ kịp chia ra bắt lấy ngân quang. Chỉ nghe một tiếng đinh đang nhỏ, ngân mang chợt lóe đánh vào lòng bàn tay, tiếng kim loại va chạm phát ra xé gió. Lập tức năm ngón tay hàn lập hợp lại, một tay bắt lấy ngân mang vào lòng bàn tay. Sau đó năm ngón tay lại chia ra, một cây ngân châm chỉ dài một tấc xuất hiện. Châm này trong suốt, run lên nhè nhẹ giống như có linh tính lúc này toàn bộ bàn tay của hàn lập bất ngờ biến thành màu đen phảng phất như sắt mà cổ tay hiện ra một tiêu ký nhỏ đúng là nguyên từ thần sơn biến thành núi này dưới bách mạch luyện bảo đã hoàn toàn dung hợp với bàn tay này tinh tộc mỹ phụ phun ra ngân châm tuy sắc bén nhưng không thể làm tổn thương chút nào nhưng trên mặt hàn lập cũng không lộ ra vẻ đắc ý ngược lại thần sắc trở nên vô cùng khó coi nhưng ngược lại tinh tộc mỹ phụ nhìn chằm chằm vào bàn tay màu đen Khóe mắt lộ ra một tia hưng phấn khó có thể che giấu. Mà Đoạn Thiên nhận sau khi nhìn lướt qua, trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Quả thật là nguyên từ chi thể, nói như vậy thì đại sự có thể thành. Mỹ phụ thì thào một câu, tiếp theo phất tay lên. Ngân châm giật một cái, thoát khỏi khống chế của Hàn Lập, bắn nhanh trở lại hướng Mỹ phụ. Cuối cùng ngân châm chợt lóe, chi vào tinh thạch trên trán Mỹ phụ. Nguyên từ chi thể, tiền bối nói vậy là có dụng ý gì? Hàn Lập hít sâu một hơi, mới khôi phục lại như thường nguyên từ chi thể tự nhiên là có thể thi triển nguyên từ thần quang pháp thể các hạ nếu đã đem một kiện nguyên từ chi bảo hòa hợp với bản thân thì cũng được coi là nguyên từ chi thể bất quá loại công pháp đem bảo vật dung nhập với thân thể cùng với hấp kim hóa vương mà đoạn đạo hữu tu luyện cũng có công dụng bất qua thứ đoạn huynh dung nhập không phải là bảo vật mà chỉ là các tài liệu luyện khí chân quý mà thôi mỹ phụ tựa hồ tâm tình tốt cười dài nói hàn lập nghe xong thân hình vừa động vẫn chưa hỏi thêm gì. Hắn rất rõ ràng, đối phương nói như thế thì khẳng định còn có lời tiếp theo. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Mỹ Phụ thấy Hàn Lập không nói gì, liền tiếp tục mở miệng nói. Mặc dù không giả nhưng thiếp thân hy vọng được tận mắt thấy tay đạo hữu thả ra nguyên từ thần quang, lệ đạo hữu sẽ không cự tuyệt yêu cầu này chứ. Hàn Lập nghe xong lời ấy, thân sắc vừa động, không nói hai lời giơ tay lên. Nhất thời một tầng quang hà hiện lên, hình thành một tầng quang mạc đem Hàn Lập bao vây bên trong. Tinh tộc Mỹ phụ thấy cảnh này, hai mắt sáng ngời, hai tay trà sát lại phất tay về hướng Hàn Lập. Vài tiếng phốc suy vang lên, một khối hồng sắc hỏa cầu bắn ra. Lúc đầu chỉ nhỏ bằng nắm tay nhưng không lâu liền biến to như đầu người. Hàn Lập thấy hỏa cầu nhưng không có chút ý tứ tránh né, chỉ lặng lặng nhìn hỏa cầu kích lên quang mạc. Giống như thiểm điện đảo qua, sau vài tiếng trầm muộn vang lên thì hỏa cầu giống như nước nhỏ xuống sông, một đi không trở lại. Không thể phát ra chút uy lực nào nguyên từ thần quang chuyên khắc chế ngũ hành chi lực, quả nhiên vô cùng thần diệu. Mà đạo hữu giơ tay nhấc chân dễ dàng như thế, hiển nhiên đã tu luyện thần quang này tới cực hạt, sợ rằng không kém nguyên từ chi thể của đoàn huynh, người cảm thấy như thế nào? Mỹ phụ họ Thái mừng rỡ hỏi đoạn thiên nhận một câu. Đoạn đạo hữu người không thử một lần sao? Mỹ phụ sau khi nói thì lại hướng quái nhân hỏi tiếp. Ánh mắt quái nhân chợt lóe, đột nhiên hư không đánh một chảo về phía hàn lập. Nhất thời ở chỗ đầu ngón tay chợt lóe phù văn cực lớn, đồng dạng một mảnh hôi quang hướng Hàn Lập tuôn ra. Nguyên từ thần quang, Hàn Lập chút nữa kinh hô ra nhưng mắt thấy khí thế hôi quang đánh tới mình mạnh như thế, không suy nghĩ thêm, tay bắt quyết, hôi sắc quang mặc hiện trước người đại phóng trực tiếp nguyên đón. Hai loại hôi sắc quang hà sau một khắc chạm nhau liền phát ra tiếng tích tích quái dị. Giờ phút này hai loại quang hà sau khi nhập vào nhau nhưng cuối cùng lại có thể nhìn ra sự khác biệt trong đó. Rõ ràng màu sắc nguyên từ thần quang của đoạn thiên nhận rõ nét hơn một chút nhưng lại có chút bất ổn, tựa hồ không được tự nhiên, giống như không thể hoàn toàn điều khiển. Trên mặt hàn lập hiện lên một tia ngoài ý muốn nhưng sau khi tự định giá, ngón tay đen như mực điểm một cái về phía hôi quang trước người, tất cả nguyên từ thần quang bỗng nhiên tụ hội lại, hóa thành một khối cực đại quang cầu, xoay tròn rất nhanh. Một màn kinh người xuất hiện, đoạn thiên nhận thả ra hôi quang phảng phất như đụng phải một con suối thật lớn, dưới cự lực đều nhập vào trong quang cầu không thấy đâu nữa tốt, không cần thử nữa. Lệ đạo hữu mặc dù là nguyên từ pháp thể nhưng rõ ràng so với một số nguyên từ chi thạch trong thân thể đoàn huynh mạnh hơn nhiều. Ha ha, cơ hồ so với nguyên từ chi thể của thiên tiên cũng không kém bao nhiêu. Tinh tộc Mỹ phụ cười nói, hư, đây là hiển nhiên, nguyên từ thần quang của đoạn mỗ bất quá chỉ là cường hành thúc dục nguyên từ chi thạch mà thôi, căn bản không thật sự tính là nguyên từ thần quang. Hắc hắc, nhưng thật ra bí thuật dung hợp bảo vật của lệ đạo hữu cũng thật thần diệu. Đoạn thiên nhận không tức giận nói nhưng sau khi nói câu cuối, thần sắc lại lấy làm kỳ quái. Bất quá, cũng may là đạo hữu dung hợp được lượng lớn nguyên tử chi thạch, nếu không cũng không có cách nào cảm ứng được nguyên tử chi bảo trên người lệ đạo hữu. Tinh tộc Mỹ Phụ khẽ cười, lời này làm cho Hàn Lập có chút chợt hiểu. Hàn Lập lúc này đúng là hết chỗ nói. Lúc này, đoạn thiên nhận giơ tay, nhất thời cắt đứt nguyên tử thần quang, lần nữa thong thả ổn định thân hình. Hàn Lập thấy vậy, đồng dạng bắt quyết cũng đem hồi sắc quang hà thu trở về nhưng không nhịn được mở miệng hỏi. Hai vị tiền bối coi trọng thần thông này như thế, hẳn là có đạo lý khác. Hai người chúng ta đương nhiên là có lý do riêng. Nói thật, ta và đoàn huynh vì chờ người mang trong mình nguyên từ thần quang, đã đợi suốt mấy ngàn năm. Mắt thấy vẫn chưa đủ số lượng người, nguyên bổn hoàn toàn hết hy vọng, nhưng không nghĩ tới sau cơn mưa trời lại sáng lại đem đạo hữu đưa đến trước mặt hai chúng ta. Đôi mắt sáng của tinh tộc Mỹ phụ lưu chuyển, không che giấu được sự hưng phấn. Đủ nhân số, chẳng lẽ hai vị tiền bối cũng tìm ra được những người có nguyên từ chi thể khác. Sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, thật sự thất kinh. Đương nhiên, dù sao việc này sớm muộn cũng sẽ nói cho đạo hữu biết, cho nên thiếp thân sẽ nói rõ. Chúng ta muốn làm một số việc có liên quan đến nguyên từ thần quang, cho nên chỉ có thể tìm người có thần thông này mới có khả năng thành công, thiếu một người cũng không thể làm được. Ngươi là người thứ ba mà ta và đoạn huynh tìm suốt mấy ngàn năm nay. Mỹ phụ nhẹ giọng giải thích, nguyên từ thần quang mặc dù không phải là bí thuật độc nhất vô dị trên thế gian nhưng tuyệt đối là thần thông cực hiếm. Nếu không đủ nhân thủ thì cũng không thể nắm chắc thành công. Nhưng hiện tại xem ra đại cơ duyên thật đúng là đã rơi vào trên tay hai người chúng ta. Mỹ phụ thản nhiên cười nói, vãn bối xem như đã hiểu dụng ý của hai vị tiền bối nhưng không biết hai vị muốn vãn bối trợ giúp thế nào. Hàn lập sau khi cười khổ một tiếng thì trực tiếp hỏi. Việc này trọng đại, ta và đoàn huynh muốn thương lượng thật kỹ rồi mới quyết định được nên nói thế nào. Nhưng khẳng định rằng chuyện chúng ta muốn đạo hữu giúp, chậm thì mấy năm, lâu là trăm năm. Tinh tộc Mỹ phụ dứt khoát trả lời, điều này, đúng lúc vậy sao? Hàn lập nghe vậy, nhướng mày nói, như thế nào, đạo hữu cảm thấy thời gian này có gì không ổn sao? Thần sắc Mỹ phụ vừa động, chậm rãi hỏi, chuyện của hai vị tiền bối chẳng lẽ có liên quan đến nhiễm hàn giới? Hàn lập trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt trở nên cổ quái hỏi ngược lại một câu. chương 1595, Thải Lưu Anh. Đạo hữu thật sáng suốt, chuyện chúng ta mưu đồ đích thật là ở nhiễm hàn giới. Lệ đạo Hiếu cứ việc yên tâm, mặc dù ngươi không phải là người của thiên vân 13 tộc nhưng hai người chúng ta đều có chút địa vị trong tộc, đưa ngươi vào nhiễm hàn giới là chuyện không thành vấn đề. Đây là cơ hội tốt đối với đạo Hiếu, cũng xem như là thù lao. Trên mặt tinh tộc Mỹ phụ hiện lên một tia ngoài ý muốn, cười cười, cũng không phủ nhận thân sắc hàn lập biến đổi, một lát sau mới thở dài một hơi. Tu vị tại hạ chưa tiến tới bình cảnh, có vào nhiễm hàn giới cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Hơn nữa vãn bối có thể tự mình tiến vào nhiễm hàn giới, không cần hai vị tiền bối xuất lực. Ngươi cũng có thể tiến vào nhiễm hàn giới, không thể nào, mặc dù ngươi che giấu diện mục, huyễn hóa ra khuôn mặt khác. Nhưng khẳng định không phải là người của 13 tộc chúng ta, mà ngoại tộc nhân thì không có tư cách tiến vào nhiễm hàn giới. Đoạn thiên nhận ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoàn huynh đừng vội kết luận, nói về dị tộc nhân thì gần đây thật sự có một vị đạt được tư cách tiến vào Nghiễm Hàn giới. Nói như vậy, ta hẳn phải xưng hô một tiếng Hàn đạo hữu mới đúng. Tinh tộc Mỹ phụ có chút kinh ngạc nhưng lập tức cười rộ lên. Hàn Lập nghe hai người nói thế, trong lòng lại thở dài một hơi. Chuyện thi triển bí thuật biến ảo hình dáng quả nhiên không thể che giấu được hai người trước mắt. Bất quá nghe khẩu khí đối phương thì vẫn chưa biết hình dáng thật của hắn nếu không hắn mà nói thật thì có thể giảm đi hiệu quả. Họ Hàn, nói như vậy thì ta cũng nghe người trong tộc kể lại rằng có một gã dị tộc nhân, tại nửa năm trước kích phát một khối nhiễm hàn lệch, tựa hồ có ý định mượn truyền tống trận. Đoạn thiên nhận sau khi tự định giá, liền nói, không sai, xem ra chính là lệ đạo hữu trước mắt. Tinh tộc Mỹ phụ thấy Hàn lập trầm ngâm không nói, liền mỉm cười nói. Hắc hắc, nói như vậy nguyên bổn hắn cũng sẽ tiến vào nhiễm hàn giới, nói như vậy thì vừa đúng lúc đỡ cho ta phí một phen tay chân. Đoạn Thiên nhận không vui không giận nói, nhưng vãn bối tới bây giờ vẫn hoàn toàn không biết gì về mưu đồ của hai vị tiền bối. Hơn nữa, tại hạ cũng đã nhận một việc khác của quý tộc, sợ rằng khi tiến vào Nghiễm Hàn giới, không thể kham nhiều việc. Hàn Lập nhìn Đoạn Thiên nhận một cái, do so dự nói: "Ồ, người nói chính là chuyện thu thập tài liệu luyện khí sao? Yên tâm, chuyện này không mất bao nhiêu thời gian đâu, tuyệt không làm ngươi chậm trễ." Nếu thật sự không được thì ngươi cứ yên tâm làm chuyện của đoạn mỗ là được, cho dù không thể thu thập tài liệu luyện khí thì có đoạn mỗ nói dùm ngươi, ngươi còn sợ tộc nào có thể làm khó dễ ngươi sao? Đoạn thiên nhận hãnh diện nói, về phần ngươi muốn làm chuyện gì, nếu khẳng định ngươi sẽ tiến vào nghiễm hàn giới thì tiết lộ một chút cho ngươi cũng không phải là không được. Đoàn huynh, ta sẽ nói với hàn tiểu hữu trước một chút. Tinh tộc Mỹ phụ tiếp lời nói, tiên tử tự nhiên, đoạn mỗ không có ý kiến gì. Đoạn thiên nhận từ chối cho ý kiến. Kỳ thật việc này cũng rất đơn giản, là hai người chúng ta muốn hàn đạo hữu cùng hai người khác có nguyên tử chi thể, cùng nhau hợp tác mở ra cấm chế tại một chỗ bí ẩn trong nghiễm hàn giới, từ trong đó lấy ra vài thứ đồ vật. Mấy thứ này có liên quan đến việc ta và đoàn huynh độ thiên kiếp sau này. Nếu có thể thành công, trong vòng mấy vạn năm tới ta và đoàn huynh sẽ không gặp nguy hiểm. Mỹ phụ ngưng trọng, chậm rãi nói, đại thiên kiếp, hàn lập nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, nhớ lại thanh nguyên tử ẩn tàng trong minh hà chi địa tu vi kinh người, vì muốn hoãn đại thiên kiếp mà không thể ra ngoài. Tu vi tới cảnh giới của bọn họ, thọ nguyên không phải là vấn đề nhưng mỗi lần đại thiên kiếp thì bọn họ không thể tránh khỏi ma chướng ác mộc, cho nên không thể không đau khổ tìm cách trì hoãn. Xem ra nếu không tìm ra cách thì đồng dạng không thể tiêu diêu tự tại trong trời đất. Hàn lập có chút cảm khái, thầm thở dài một hơi. Tinh tộc Mỹ phụ nói tiếp, cấm chế đó là lúc ta tiến vào nghiễm hàn giới và tiến giai thành thánh tộc mới phát hiện ra. Mặc dù thiếp thân không thể mở ra được cấm chế nhưng may mắn từ nơi khác biết được một vài tình hình trong cấm chế. Mấy thứ trong đó đối với thượng tộc các ngươi không quan trọng nhưng đối với thánh tộc chúng ta mà nói thì chính là vật cứu mạng khi độ kiếp. Nếu là cấm chế trong nghiễm hàn giới thì chắc là do tiên nhân lưu lại. Trước kia khi các tộc tiến vào nghiễm hàn giới, có không ít người chết trong các loại cấm chế. Tiền bối thật sự nắm chắc sao? Hàn lập cẩn thận hỏi một câu thiếp thân có lẽ tu vi so với các thánh tộc khác yếu hơn một chút nhưng nói về tạo nghệ cấm chế, pháp trận thì có thể xếp vào nhóm 5 người đứng đầu tại thiên vân. Hơn nữa lúc ấy ta cẩn thận xem xét, biết rằng cấm chế này tồn tại từ rất nhiều vạn năm trước, uy lực có thể đã sớm mất đi một nửa. Nếu không ta cũng không có chủ ý đánh vào, đạo hữu không tin lời thiếp thân nói sao, Mỹ phụ nhìn hàn lập, thâm ý sâu sắc nói, vãn bối tuyệt không dám nghĩ thế, thân sắc hàn lập biến đổi. Cho dù có nghĩ như vậy thì cũng là chuyện bình thường, bản thân ta tuy chỉ là nữ lưu nhưng trí tuệ cũng không quá kém bất quá người yên tâm ta mất thời gian hơn ngàn năm cuối cùng mới nghĩ ra cách dùng ba gã có nguyên từ chi thể phá trận tuyệt đối có bảy thành nắm chắc về phần hai tên khác thì vẫn đang ở trong vân thành một gã là tán tu thân thể tiên thiên hiện tại đảm nhiệm chức vị khách khanh trong tinh tộc chúng ta một tên khác thì được đoàn huynh tự bồi dưỡng ra hiện tại có thêm hàn huynh ba người liên thủ lại nhất định có thể phá được cấm chế nọ tinh tộc mỹ phụ tự tin nói đoạn tiền bối có thể bồi dưỡng ra một gã có nguyên từ chi thể, tại sao lại không bồi dưỡng thêm một người nữa? Cần gì chờ tới bây giờ? Hàn lập sau khi nhíu mày, bỗng nhiên hỏi. Hàn đạo hữu có điều không biết, nguyên tử chi thạch là vật vô cùng quý hiếm, và lại cũng không dễ dàng hấp thụ. Lúc ấy sau khi đoạn huynh thu thập đủ tài liệu, đồng thời đối với 6 người trong tộc cường hóa nguyên tử chi thể. Kết quả cũng chỉ có một người thành công mà thôi, vì hết nguyên tử chi thạch nên không thể bồi dưỡng ra thêm ai được nữa. Và lại, việc này chỉ là muốn hàn đạo hiếu tiến vào nhiễm hàn giới giúp hai người kia mà thôi, cũng không phải là nguy hiểm gì. Mỹ phụ họ Thái giải thích hai câu, tiếp theo thần sắc ngưng trọng. Vãn bối sợ rằng không thể từ chối đường sống. Hàn lập trầm ngâm một lát mới cười khổ nói. Hắc hắc, người nói cũng đúng. Đoạn thiên nhận lúc này đem giọt rượu cuối cùng uống hết, mới nhìn hàn lập một cái, thanh âm lãnh lẽo nói. Nếu tất cả chỉ đơn giản như lời tiền bối nói thì vãn bối tự nhiên có thể giúp nhưng bản thân nhiễm hàn giới đã rất nguy hiểm, cộng thêm cấm chế nào có thể là do tiên nhân lưu lại, vậy nên nguy hiểm cũng lớn hơn. Tiền bối thật sự có thể cam đoan vãn bối không mất mạng chứ. Hàn lập sau khi hít sâu một hơi, mới hỏi ngược lại một câu. Hàn đạo hữu nói đùa, thế gian làm gì có chuyện mười phần vẹn toàn, cho dù thiếp thân nói như thế, thì đạo hữu có thật sự tin là thế sao? Mỹ phụ nghe vậy, cũng lộ ra vẻ tươi cười mà như không cười. Nếu tiền bối cũng không thể nào khẳng định sự nguy hiểm trong chuyến đi này, thì vãn bối cũng cam tâm mạo hiểm, chỉ mong hai vị tiền bối có thể đáp ứng vãn bối hai điều kiện. Hàn lập trầm ngâm một chút, từ từ nói, điều kiện, cho dù đạo hữu không đề cập tới, sau khi sự tình hoàn thành, thiếp thân và đoàn huynh chắc chắn trọng tạ. Nghe Hàn lập nói vậy, Mỹ phụ ngược lại cười rộ lên, trong lòng cũng thả lòng. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Hàn lập đồng ý thì tất cả đều không quan trọng. Điều kiện thứ nhất rất đơn giản, sau khi từ nhiễm Hàn giới đi ra, chuyện vãn bối muốn mượn truyền tống trận chắc hai vị tiền bối cũng biết nhưng khi truyền tống phải tiêu hao số lượng tinh thạch rất lớn một mình vãn bối sợ rằng không thể kham nổi thần sắc hàn lập bình tĩnh rõ ràng từng chữ vận dụng truyền tống trận đích xác tiêu hao cực nhiều cực phẩm linh thạch như vậy đi người chỉ cần bỏ ra một nửa linh thạch một nửa còn lại thiếp thân sẽ lo đạo hữu hài lòng chưa mỹ phụ không chút do dự hứa hẹn tựa hồ linh thạch không phải là việc lớn lắm hàn lập thấy nữ tử này đáp ứng sảng khoái như thế ngược lại trong lòng có chút ngẩn ra. Nhưng tiếp theo lại mỉm cười, tiếp tục nói, vãn bối đa tạ tiền bối đã hứa hẹn, điều kiện thứ hai chính là sau khi bài trừ cấm chế, ngoại trừ những thứ hai vị tiền bối muốn, thì những thứ khác sẽ để lại cho vãn bối. Không thành vấn đề, hai người chúng ta chỉ cần vài thứ đồ vật, các người ngay lúc đó có thể lấy bất kỳ thứ gì, tất cả đều tự hành động. Trên mặt Mỹ Phụ không chút dị sắc, liền đáp ứng, tựa hồ điều kiện này đã nằm trong dự đoán thậm chí không cần thương lượng với đoạn thiên nhận mà đoạn thiên nhận nghe nói như thế chỉ lướt qua mỹ phụ cũng không chút dị nghị vãn bối cũng không phải là người có lòng tham không đái chỉ có hai điều kiện này thôi vãn bối nguyện ý sau khi tiến vào nhiễm hàn giới sẽ giúp hai vị tiền bối một tay hàn lập đứng dậy hướng mỹ phụ và đoàn thiên nhận ôm quyền nói tốt lắm có hàn đạo hữu tương trợ việc này sẽ thành chuyện tình cụ thể thì trước khi nhiễm hàn giới mở ra ra và đoạn huynh sẽ giải thích cẩn thận còn nữa những việc ta vừa nói, hy vọng không tiết lộ ra ngoài. Mỹ Phụ thu lại ý cười, dặn dò nói. Tiền bối cứ yên tâm, vãn bối biết tự cân nhắc. Nếu không có chuyện gì khác, vãn bối xin cáo từ trước. Hàn lập khom người, cung kính trả lời. Ừ, đạo hữu có thể đi. Mặt khác trong khoảng thời gian này, đạo hữu nếu gặp chuyện gì thì cứ việc báo cho ta và đoàn huynh biết, có lẽ sẽ giúp ngươi giải quyết được một số phiền toái. Được rồi, hàn đạo hữu có lẽ còn chưa biết tên của ta. Ta tên là Thải Lưu Anh, có thể gọi thiếp thân là Tiết Phu Nhân cũng được. Mỹ Phụ cười dài nói, chương 1596, giám định, khi Hàn Lập đi ra từ thuần hương các, phía đối diện đã có rất nhiều người bắt đầu tiến vào cửa đấu giá đại điện, tựa hồ đấu giá sắp bắt đầu. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc vừa động, cũng không chút trần trừ đi qua. Cửa đại điện cơ hồ lớn gấp 3 đến 4 lần hai cửa vào thiên điện, hơn nữa số lượng lam bào thị vệ cũng vượt xa thiên điện. Bất quá, những thị vệ này ngoại trừ duy trì trật tự thì không có hành động nào khác. Hàn lập bất động thanh sắc, xen lẫn vào trong đám người. Sau khi tiến vào trong biện môn, trước mắt lập tức bừng sáng. Chỉ thấy một gian đại sảnh với mấy hành lang song song xuất hiện trước mặt. Tất cả lối vào hành lang đều có một tấm biển viết, giám định, đại điện. Bên cạnh là một gã thiếu niên sai vặt, bộ dáng cung kính đang đứng. Hàn lập đảo mắt qua những tấm biển này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng sau khi suy nghĩ thì bỗng nhiên đi nhanh về phía một cái trong số đó. Giám định, đây là ý gì? Hàn Lập đứng ở lối ra vào hành lang, chỉ tấm biển bên cạnh trầm giọng nói. Khởi bẩm tiền bối, đây là nơi đấu giá hội giám định đồ vật. Tiền bối nếu có đồ vật gì chân quý thì có thể giám định tại đây. Tên sai vặt mi thanh mục tú kia khom người nói. Ồ, thì ra là thế. Hàn Lập gật đầu, không hề chần chừ, tiêu sái bước vào trong hành lang. Tuy nói rằng thải lưu anh hứa sẽ giúp một nửa số linh thạch khi truyền tống nhưng một nửa khác vẫn là số lượng trên trời, vẫn còn cần hắn tự mình giải quyết. Cho nên Hàn Lập muốn dựa vào kế hoạch ban đầu, cầm trong tay một số vật tốt, đưa vào đấu giá hội để bán. Hành lang cũng không quá dài, Hàn Lập chỉ đi hơn 10 trượng, trước mặt liền xuất hiện một gian phòng màu hồng. Cửa phòng tuy lớn nhưng lại bị một tầng thanh sắc quang mạc che lại. Mà trước quang mạc là 7-8 gã dị tộc đang xếp thành một hàng, lặng lẽ chờ đến lượt trong lòng hàn lập có chút ngoài ý muốn nhưng liền thong dong đi qua xếp vào cuối hàng thanh quang chợt lóe quang mạc tự động rẽ ra từ bên trong đi ra một dị tộc nhân tóc đỏ người này hét lên hưng phấn tựa hồ đạt được chuyện gì đó tốt đẹp ở bên trong tên dị tộc nhân này không để ý gì đến đám người hàn lập trực tiếp đi xuyên quan hướng về phía hành lang mà đi mà quang mạc thì chấp lên một tên dị tộc nhân khác bất động thanh sắc tiến vào cứ như vậy sau thời gian một chén trà nhỏ những người đứng phía trước Hàn Lập đều đã đi vào và trở ra, động tác cũng cực nhanh. Mà trong lúc này, phía sau Hàn Lập cũng có bốn năm người khác tới xếp hàng. Xem ra không ít người tham gia đấu giá hội, thanh sắc quang mạc rẽ ra, sau khi một gã dị tộc nhân sắc mặt uể oải bước ra thì Hàn Lập nhấc chân tiến vào trong. Phía sau quang mạc là một mảnh bạch sắc lượng quang, là một gian phòng thật lớn chừng hơn 30 trượng. Bốn phía toàn bộ đều được lát bằng đá trắng, mặt ngoài chấp động vô số phù văn, có vẻ đầy bí ẩn. Bất quá trong phòng ngoại trừ một cái bàn và ba cái ghế thì cũng chỉ có một cái truyền tống trận đơn giản. Mà trên ba chiếc ghế là ba nhân ảnh toàn thân bao phủ trong bạch quang. Trong linh quang, ba nhân ảnh đều trở nên mơ hồ, không thể phán đoán ra diện mục thực sự. Hàn Lập theo tiềm thức đảo thần niệm qua, ba nhân ảnh này không biết mang theo bảo vật gì trên người mà thần niệm không thể điều tra được khí tức, cho nên không thể phán đoán ra được tu vi sâu cạn thế nào. Đạo hữu có vật gì muốn tham gia đấu giá thì có thể lấy ra cho ba người chúng ta đánh giá nhưng phải nói trước, chúng ta chỉ xem xét những bảo vật hàng đầu, nếu là vật phẩm chất kém thì xin mời đạo hữu ra thiên điện bên cạnh mà tiêu thụ. Mặt khác, nếu có gì bất mãn đối với việc kiểm giá của ba người chúng ta thì cứ nói ra, ba người chúng ta sẽ xem xét lại cho các hạ một lần. Nhân ảnh ở giữa mở miệng nói, thanh âm thanh thúy dễ nghe, đúng là một nữ tử trẻ tuổi. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ đã hiểu, thần sắc hàn lập không đổi, gật đầu, tay áo phất lên, hai bảo vật liền hiện ra một cái là lục sắc ngọc bình cùng một ngọc hạp trắng noãn không tì vết. Hàn lập không đi qua, mà phất tay ném qua, nhất thời hai vật phảng phất như bị một cỗ lực vô hình nâng lên, từ từ bay về phía ba đạo nhân ảnh, cuối cùng phiêu phù trước mặt. Hai nhân ảnh mới vừa rồi không mở miệng, lúc này không chút khách khí giơ tay ra bắt lấy, phân biệt thu cái bình và hộp vào trong tay. Bình vừa mở ra, một mùi thơm mát nồng đậm truyền ra, tiếp theo bên trong mơ hồ còn truyền ra tiếng long ngâm, một đoàn lục quang mười phần linh tính từ bên trong bay ra nhân ảnh nọ khẽ hừ một tiếng, vội khép miệng bình lại, lập tức phất tay áo, phóng ra một mảnh bạch quang thu lục quang trở về trong tay. Hắn ngưng thần nhìn, chỉ thấy trong lục quang rõ ràng là một viên thanh sắc đan hoàn. Tròn trịa bóng loáng, bên trong là một ngân sắc long ngân trông rất sống động. Nhân ảnh dùng hai tay kẹp chặt đan hoàn, đưa lên mũi ngửi nhẹ một chút, tiếp theo trầm ngâm định giá. Mà bên kia, một nhân ảnh khác cũng đang mở ngọc hạp màu trắng ra, kết qua bên trong là một đoạn lục sắc trúc dài nửa thước người nọ trước tiên đánh giá bằng mắt sau đó dùng tay vuốt gậy trúc kết quả sau một tiếng xét đánh từ gậy trúc bắn ra một đạo kim hồ bằng ngón tay đây là kim lôi trúc nhân ảnh thất thanh hô lớn kim lôi trúc đạo huynh xem cẩn thận lại một lần đi nữ tử giữa tựa hồ cũng kinh ngạc nhưng liền nhắc nhở một câu tiên tử yên tâm ta sẽ xem cẩn thận hơn nhân ảnh nọ hít một hơi sâu sau đó trầm giọng trả lời hàn lập thấy vậy mỉm cười hai tay chắp sau lưng không nói một lời Tiếp theo nhân ảnh này thò tay vào ống tay áo, móc ra một vật giống như cái hồ lô màu đen, nhỏ cỡ một tấc, vô cùng tinh xảo. Nhân ảnh đảo ngược hồ lô, nhằm ngay vào lục trúc trong ngọc hạp, tay vỗ nhẹ đáy hồ lô một cái. Kết quả miệng hồ lô chợt lóe hắc quang, một đoàn hắc khí cỡ nắm tay bay ra đánh lên lục trúc. Nhưng hai bên vừa tiếp xúc, tiếng sẽ đánh liền nổi lên ầm ầm, mấy đạo kim hồ lần nữa chợt lóe, một chút đã đem hắc khí đánh tan. Nhân ảnh nọ sau khi làm xong điều này, vẫn chưa thu tay lại, tiếp tục móc ra một cái bình màu xanh biếc từ bên trong xuất ra một đạo lục khí kết quả cũng bị gậy trúc thả ra kim hồ đánh ta không sai đích thật là kim lôi trúc lão phu khẳng định nhân ảnh thở dài một hơi khẳng định nói làm phiền rồi đạo hiếu đan dược giám định thế nào rồi nếu có thể có một tia linh tính thì khẳng định cũng không phải là vật phàm nữ tử gật đầu xoay người lại hỏi nhân ảnh còn lại đan dược này lấy một thuộc tính làm chủ kim trúc làm tính phụ đan tính đã thông linh thích hợp cho thượng tộc thất, bát giai dùng. Nếu cửu giai sử dụng thì hiệu quả sẽ không bằng một phần mười. Đan dược này đủ để có thể xếp vào nhóm nhất phẩm. Nhân ảnh kia chỉ mới nhìn một lần, cũng không biết sử dụng thủ đoạn nào mà lại nói ra hết tính chất của đằng long đan. Hàn lập đứng tại chỗ, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Chúc mừng đạo hiếu, bất luận là kim lôi trúc hay đan dược đó cũng đều có thể tham gia đấu giá hội lần này. Đặc biệt hơn là đủ để xếp vào nhóm ưu tiên. Được rồi, đan dược này có tên không, mặt khác ta muốn cấp cho đạo hữu một cái giá, đạo hữu xem thử có hài lòng hay không. Nữ tử cẩn thận nhìn Hàn Lập, đột nhiên cười khẽ nói. Tiếp theo, nàng không chờ Hàn Lập đáp ứng, liền giơ tay lấy ra một bạch sắc ngọc bài, đầu ngón tay chuyển động giống như viết thứ gì đó, sau đó vứt qua cho Hàn Lập. Hàn Lập bắt lấy ngọc bài, chỉ lướt qua liền gật đầu. Hai giá này đều được, và lại tại hạ tin rằng mấy thứ này thật sự có được giá cao. Về phần đan dược này, nó có tên là Đằng Long Đan, luyện chế cũng không dễ. Đằng Long Đan, tốt, chúng ta sẽ lấy cái tên này để đấu giá. Khối ngọc bài mà đạo hữu cầm trong tay kia cũng chính là vật giao ước, sau khi đấu giá kết thúc sẽ giao linh thạch. Nữ tử chậm rãi nói, tại hạ đã hiểu, nếu không có vấn đề gì, ta sẽ ra đại điện chờ kết quả đấu giá. Hàn lập hướng ba người ôm quyền, bình tĩnh nói lời cáo từ. Không tiễn, nữ tử cười trả lời, hàn lập gật đầu, quay người đi ra cũng không biết ba người này thao túng cấm chế gì, mà không thấy ai cử động, quang mạc trước cửa vẫn tự mình mở ra. Hàn Lập cứ thế mà đi ra ngoài, cũng không để ý đến những người khác, không chút hoang mang đi ra ngoài hành lang. Dị tộc nhân trong đại sảnh tựa hồ càng lúc càng nhiều, nối một hàng rất dài. Đi qua một hàng thông đạo, hiện tại Hàn Lập xuất hiện trong một thính đường thật lớn. Ánh mắt đảo qua bốn phía, thân sắc Hàn Lập có chút động dung. Thính đường này chẳng những diện tích rộng lớn kinh người, mà lại chi làm ba tầng thượng, trung, hạ. Tầng giữa và tầng dưới không biết dùng tài liệu gì mà luyện chế thành mà tất cả đồ vật đều trắng noán, không được vật gì nâng đỡ mà vẫn huyền phù giữa không trung, có vẻ vạn phần thần bí. Tầng giữa và tầng dưới đều là những người bình thường ngồi vào những bàn gần nhau. Mà duy nhất tầng trên là khác, mặt ngoài thỉnh thoảng có linh quang chấp động, tựa hồ có ra cố cấm chế gì đó bên ngoài. Hiển nhiên tầng này chuyên dùng cho những người có thân phận và địa vị tại Vân Thành. Hàn Lập chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có hứng thú, ánh mắt lại thu lại, tùy ý tìm một chỗ khuất ngồi xuống. Hắn cứ như vậy, lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Chương 1597, Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch. Trong thời gian chờ đợi một canh giờ, ở đây không ngừng có thêm nhiều tu sĩ tiến vào đại điện. Ba tầng điện đường nhìn như rộng lớn vô cùng nhưng chỉ một lát sau đã chật kín. Tộc nhân tham gia đấu giá hội này, tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ, tu vi cao nhất có thể là hợp thể kỳ. Hàn Lập để ý tới hợp thể kỳ đỉnh giai thì có tới 4 năm người. Đoạn Thiên Nhận và Thiên Cơ Tử bất ngờ cũng có trong số đó. Về phần mấy người khác, có lẽ cũng là các trưởng lão quyền cao chức trọng trong các tộc. Mà phòng ở tầng 3 thì ít nhất đã có 6, 70 người tiến vào. Những người này không ai là không ngoài hợp thể kỳ, về phần Thải Lưu Anh thì không thấy bóng dáng. Không biết đã sớm tiến vào phòng hay chưa hay căn bản không muốn tham gia đấu giá hội này. Điều này làm cho Hàn Lập lại càng hoảng sợ. Thầm thở dài một hơi. Mặc dù nói Vân Thành là nơi 13 tộc chung sống, hơn nữa lại có một số dị tộc nhân không thuộc về 13 tộc nhưng Vân Thành có thể tụ tập nhiều tồn tại hợp thể kỳ như vậy. Mà Thiên Huyền Thành, cho dù đem cả nhân yêu lưỡng tộc hợp lại, tồn tại hợp thể kỳ bất quá chỉ mười mấy người mà thôi. Mà thành này cũng đồng dạng là chỗ tinh nhuệ của hai tộc nhân yêu. Lại đợi một thời gian, trong đại điện cơ hồ đã chật kín người. Đinh đinh đang, ba tiếng chuông du dương truyền đến, trong ngũ sắc quang hoa chớp động. Nguyên bổn cửa điện đang mở, lúc này từ từ đóng lại. Sau khi cửa điện hoàn toàn đóng lại, đấu giá hội rốt cục sắp bắt đầu. Đại sảnh phía trước giống với đại sảnh đấu giá hội bình thường được xây dựng trên đài cao hơn 10 trượng. Thứ duy nhất không giống chính là bốn góc đài cao phân biệt là bốn kim sắc khôi lỗi nhân hình đứng thẳng, cao đến mấy trượng, trong tay cầm một ngân sắc cửa qua, hình dạng cổ xưa nhưng lại phát ra hàn khí bức người. Khôi lỗi mặc dù không nhúc nhích nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một khí thế kinh người, vừa nhìn liền biết không phải tầm thường. Mà trung tâm đài cao lại một lam sắc pháp trận, bên trong có một hồng sắc trác tử, mặt ngoài có vô số phù văn rậm rạp, có vẻ vô cùng thần bí, không biết có hiệu dụng gì hay không. Ngay khi cửa điện khép lại, lam sắc pháp trận chợt lóe quang mang, phát ra âm thanh ầm ầm. Phù văn trong pháp trận thoáng hiện, một đạo nhân ảnh liền hiện ra. Nhân ảnh ngừng lại, liền trở nên vô cùng rõ ràng. Là một trung niên nam tử tao nhã lịch sự, một thân cẩm bào, mặt trắng không tì vết, nhìn giống nhân tộc như đúc nhưng Hàn Lập sau khi đảo thần niệm qua, trong lòng lại đại chấn. Trung niên nhân này hóa ra là hợp thể trung kỳ, không chỉ thế, từ trên người này mơ hồ tản mát ra một cỗ khí thức cực kỳ đáng sợ. Khí thức cực kỳ âm trầm, phối hợp với trung niên nhân tạo nên bộ dáng cực kỳ nguy hiểm. Trung niên nhân tựa hồ danh khí tại Vân Thành cũng không nhỏ, đại điện vốn ồn ào, hiện tại liền yên tĩnh xuống. Hàn Lập chú ý không ít người nhìn nam tử trên đài cao, trong ánh mắt họ mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi mà trung niên nhân sau khi đảo mắt xuống dưới đài liền mỉm cười nói. Tại hạ tiêu bố y, nghĩ rằng không ít đồng đạo ở đây đã nhận ra tại hạ, thậm chí có thể đã từng giao thủ với tại hạ. Nếu như thế thì tiêu mỗ sẽ không giới thiệu bản thân thêm nhiều, đi thẳng vào chủ đề. Lúc này đây, tứ tộc đấu giá hội bởi vì tại hạ ở trong sa tộc, cho nên đấu giá hội lần này do ta chủ trì. Quy tắc đấu giá cũng không có gì khác, giống như những lần trước. Có thể tham gia đấu giá này thì hiển nhiên không thể không biết quy tắc mặt khác ta có thể trước tiên cung cấp cho mọi người một chút tin tức về trục đấu giá lúc này đây trục đấu giá tuyệt đối không kém hơn tứ tộc đấu giá hội thậm chí đối với một số đạo hữu thì trục đấu giá này còn xa hơn lần trước được rồi tại hạ tuyên bố tứ tộc đấu giá hội lần này chính thức bắt đầu vị tiêu bố y này nói không to nhưng lại quán chú linh lực cho nên bất cứ ai cũng có thể nghe rõ hơn nữa chỉ nói đơn giản vài câu mà đã làm mấy vạn người bắt đầu thấy hứng thú ngay khi trung niên nhân nói xong làm sắc pháp trận phía dưới lại chấp động nguyên bổn mặt bàn trống rỗng bỗng nhiên hiện ra mười mấy quang trận nhỏ tiếp theo quang mang chợt lóe trên bàn liền hiện ra mấy cái hộp không đồng nhất thấy cảnh này phần lớn mọi người trong đại điện mở to mắt tập trung nhìn lên bàn tiêu bố y trước tiên cầm lấy một ngọc bài nhìn thoáng qua thần niệm chìm vào trong đem tin tức trong đọc hết tiếp theo bất động thanh sắc cầm một hộp ngọc lên giống như những lần đấu giá trước trước đấu giá vẫn là các loại tài liệu vật phẩm Trước tiên là khối phượng hoàng thạch này, tiêu bố y phất tay, nhất thời một vật từ trong hộp bay ra. Rõ ràng là một khối ngũ sắc ban lan, bề ngoài giống như một thạch điều kỳ quái. Phượng hoàng thạch, chỉ có nơi phượng hoàng sinh ra mới có thể xuất hiện loại tài liệu chân quý này. Vô luận là luyện khí hay luyện đan dược đều có giá trị cực cao. Khối phượng hoàng thạch này nặng 3 cân 4, phẩm chất trung dai, không hề có tạp chất, giá khởi điểm là 200 vạn linh thạch. Tiêu bố y đánh giá ngũ sắc thạch đầu trước mặt, Liên chậm rãi hướng dưới đài nói, tác dụng của Phượng Hoàng Thạch cực lớn, hơn nữa khối đá lớn như thế mà giá khởi điểm là 200 vạn, hiển nhiên là còn thấp. Ngay cả Hàn Lập nghe xong cũng có vài phần động tâm, tài liệu này hiện tại vô dụng nhưng sau này lại rất hữu dụng. Bất quá tình hình tiếp theo làm Hàn Lập lập tức từ bỏ ý định này. Ngay khi Tiêu Bố Y nói giá mỗi lần tăng là 50 vạn, lập tức liên tiếp tiếng đấu giá từ đại điện phát ra. 350 vạn, 400 vạn, thậm chí không cần trung niên nam tử nói thêm gì, giá của Phượng Hoàng Thạch liền dễ dàng vượt qua giá 400 vạn, so với giá ban đầu đã gấp đôi. Nhưng cuối cùng khối ngũ sắc thạch đầu này lại bị một nữ tử mặc lục tộc, dùng giá hơn 500 vạn mua lấy. Lập tức tại chàng giao hàng nhận vật, giao dịch lớn cỡ này, cho dù Hàn Lập đã nhiều lần chứng kiến lúc này cũng không khỏi hít một ngụm lương khí. Đồ vật tốt thì có tốt nhưng giá này không khỏi quá cao. Hàn Lập thầm nghĩ vậy, hiển nhiên không có ý ra tay cạnh tranh kim vương hoa, 6.000 năm mới nở, là dẫn dược tốt nhất để điều chế đan dược. Giá ban đầu là 300 vạn, tiêu bố y lấy ra một hộp ngọc khác, sau đó từ bên trong lấy ra một linh hoa rực rỡ ánh vàng. Linh hoa to cỡ đầu người, mặt ngoài có linh văn, mỗi cánh hoa phẳng phất như được tạo thành từ kim thiết. Linh hoa này khác với giá của Phượng Hoàng Thạch, ngay khi vừa xuất hiện thì cả đại điện không chút tiếng động, không ít người nhíu mày. Cũng khó trách, đối với phần lớn người ở đây, kim vương hoa này đích xác vô cùng lạ, trước kia càng chưa nghe nói qua. Nhưng lúc này giá còn cao hơn Phượng Hoàng Thạch, Hàn Lập thấy vậy, sờ sờ căm, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển nhưng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại linh hoa này. Tiêu Bố Y lãnh đạm đứng trên đài cao cười không nói, tựa hồ rất tự tin với vật này. 300 vạn, rốt cục cũng có người ra giá. Không ít người nhìn lại, đây là một lão giả khô gầy, không biết ở tộc nào, trên đầu có một cặp sừng trắng. 420 vạn, lập tức có người ra giá cao hơn. 450 vạn, 480 vạn, từng người ra giá từ khắp nơi trong đại điện. Mặc dù số người ra giá không nhiều lắm, bộ dáng chỉ có mấy người nhưng giá cả lại không hề dưới lần trước. Xem ra chỉ có những người này mới biết cách sử dụng linh hoa này, hơn nữa bộ dáng lại rất muốn. Lão giả ra giá từ đầu, cắn răng ra một cái giá trên trời là 700 vạn, rốt cục cũng những kẻ khác rút lui. Cứ như vậy, tiểu bố y lần lượt đem bảo vật trong các hộp còn lại ra, mà trong đại điện phần lớn là người tu tiên cấp cao, cơ hồ chỉ cần hắn nói đơn giản một hai câu liền được người ta mua ngay. Sau khi mười mấy hộp ngọc được bán hết, truyền tống trận chợt lóe lam quang, trên bàn lại xuất hiện bảy, tám bình ngọc. Lúc này đây chính là bán linh dịch, linh thủy, mấy thứ này lại càng vô cùng chân quý, mỗi một bình cơ hồ đều bị vô số người tranh đoạt. Giá cả mỗi bình tựa hồ đều bị đội lên gấp 3-4 lần giá gốc, làm cho không ít người trong đại điện hít một ngụm lương khí. Điều này cũng khó trách, đấu giá hội nguyên bản là vậy cùng một thứ nhưng trong mắt nhiều người lại có nhiều giá trị lớn nhỏ khác nhau. Đảo mắt, linh dịch trên bàn bán gần hết, chỉ còn lại một bình màu trắng. Tiêu bố y vài lần trước khi báo giá, vẻ mặt vẫn thong dong nhưng khi ánh mắt dừng lại trên một bình nhỏ cuối cùng thì trong mắt lại hiện ra một tia lửa nóng. Hắn hít một hơi sâu, sau đó vung tay, đem vật ấy cầm trong tay, thần sắc ngưng trọng nói. Nửa bình lưu ly thiên hỏa dịch, giá khởi điểm 1.800 vạn. Cái gì, lưu ly thiên hỏa dịch, không nhầm chứ, đấu giá hội lại có bảo vật loại này sao? Chỉ có 1.800 vạn, thật hay giả đây? Thứ này như thế nào lại giả, nó chính là một trong bát đại linh dịch ở linh giới chúng ta. Âm một chút, rất nhiều tiếng bàn tán vang lên, không ít người đã thất thanh hô lên, bộ dáng khó có thể tin. Lại càng không ít người nhìn chằm chằm vào bình nhỏ trong tay tiêu bố y, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ tham lam. Thậm chí trong không ít phòng ở tầng 3 cũng truyền ra vài tiếng di kinh ngạc. Mà Hàn Lập ngồi tại trong một góc đại điện, nghe tên loại linh dịch này thì sắc mặt chợt biến. Chương 1598, hạt tỷ phẩm. Lưu Ly Thiên Hỏa dịch, cái tên này Hàn Lập đương nhiên có nghe nói qua, thậm chí đã từng một thời tìm kiếm. Đây là thứ dịch mà Thanh Nguyên tử muốn hắn thì để luyện chế vài loại đan dược hợp thể kỳ. Nghe nói linh dịch này nhỏ vào đan dược, chỉ cần một giọt cũng có thể tiết kiệm được vài năm khổ tu, cho nên giá trị to lớn thế nào cũng có thể nghĩ được. Hơn nữa vật ấy tuy sinh ra từ thạch mộc nhưng lại được luyện thành từ thiên ngoại chi hỏa, số lượng với linh vật cùng cấp càng ít hơn rất nhiều. Hàn Lập xem qua điển tịch có liên quan, mới phát hiện đây là thứ không có khả năng thu thập nhất trong những thú tài liệu của thanh nguyên tử. Nhưng hiện tại hỏa dịch này lại xuất hiện, hơn nữa giá cả lại thấp đến khó tin. Phải biết rằng trình độ chân quý của lưu ly thiên hỏa dịch dư để làm trục đấu giá. 1.800 vạn, mặc dù không ít nhưng đối với giá trị của linh dịch thì hiển nhiên là quá rẻ. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng quay ngược lại, tựa hồ cảm giá được tiêu bố y khẳng định là có điều gì đó quỷ dị. Trong đại điện đấu giá, không chỉ có mỗi mình Hàn Lập có loại ý nghĩ này, mà không ít người khác đồng dạng cũng kinh ngạc, sắc mặt âm trầm bất định. Quả nhiên, tiêu bố y vừa thấy phản ứng của mọi người, liền cười nói. Ta biết giá khởi điểm của lưu ly thiên hỏa dịch làm cho chư vị đạo hữu cảm thấy bất ngờ nhưng giá như thế hiển nhiên là có nguyên nhân. Hỏa dịch này mặc dù là từ thiên ngoại chi hỏa luyện hóa ra nhưng trong lúc luyện hóa lại xuất hiện một chút tì vết, so với thành phẩm chính thức thì có chút khiếm khuyết nhưng đó chỉ là một chút mà thôi tiêu mẫu có thể cam đoan rằng vài loại công dụng bình thường của lưu ly thiên hỏa dịch đều có bất quá công hiệu không lớn lắm mà thôi hà tì phẩm nguyên bổn đám người đang giao động lúc này yên tĩnh trở lại rất nhiều người nhíu mày đấu giá hội xuất hiện linh dược hoặc pháp bảo tì vết trước kia cũng không phải là không xuất hiện qua nhưng mỗi một vật phẩm khi thu về nghe nói cũng không thể dùng tốt khác xa so với tránh phẩm đó là chưa kể về luyện đan hay luyện khí, yêu cầu đối với tài liệu vô cùng nghiêm khắc. Có một chút khác biệt nhưng lại có thể làm cho luyện chế đan dược và khí vật thất bại. Không ít người vốn đang hưng phấn lúc này như bị dội một gáo nước lạnh, lý trí bình tĩnh trở lại. Hạt tỷ phẩm này giá 1.800 vạn, lúc đầu cảm thấy có vẻ thấp nhưng hiện tại xem ra lại quá cao. Một nam tử không biết tên ngồi trên tầng 3, lạnh nhạt cười một tiếng. Mạnh đạo hiểu, nếu thật sự không muốn hỏa dịch này thì cần gì phải nói giá cao hay thấp lấy viêm linh chi thể của đạo hữu, lưu ly thiên hỏa dịch này sợ rằng rất thích hợp dùng đấy. Tiêu Bố Y nhìn gian phòng đối diện trên tầng 3, lời nói không mềm không cứng hỏi ngược lại. Nếu là tránh phẩm thì mạnh mẫu hiển nhiên phải có nhưng hà tỷ phẩm thì hiệu dụng đối với ta cực kỳ bé nhỏ. Nam tử họ Mạnh không chút khách khí trả lời, nhưng lúc này đây, Tiêu Bố Y cười cười, không tiếp lời mà đột nhiên tay áo phất về phía bình trong tay một cái. Thanh quang chấp động, bình nhất thời bay lên không, phốc suy một tiếng một hồng sắc quang trụ từ trong miệng bình bắn ra tiếp theo một đoàn chất lỏng màu đỏ theo quang trụ chậm rãi bay ra trong suốt long lanh hồng quang trói mắt tiêu bố y ngưng nhìn tay thoáng một cái bạch quang chợt lóe trong tay liền xuất hiện một phi kiếm dài một thước hàn quang lập lòe hình dạng cổ xưa vừa nhìn đã biết phẩm chất không thấp tiêu bố y vung tay phi kiếm nhất thời hóa thành một mảnh hàn quang chém về phía chất lỏng màu hồng một màn kinh người xuất hiện hàn quang vừa tiếp xúc với chất lỏng trong nháy mắt phát ra một tiếng xèo xèo, tiếp theo phi kiếm tan ra thành nước, sau vài lần chớp động liền biến mất giữa không chung. Đoàn chất lỏng này lại có uy lực đáng sợ như vậy sao? Chư vị đạo hữu đã thấy rõ rồi chứ, hỏa dịch này mặc dù có chút tỉ vết nhưng bản chất nung chảy kim thạch vẫn còn nguyên. Cho dù là luyện đan hay luyện khí cũng có rất nhiều tác dụng. Tiêu bố y nhìn ra do dực của mọi người, giải thích nói. Tiếp theo trung niên nam tử này lại há miệng, phun ra một đoàn linh khí màu xanh, bắn về phía hỏa dịch một tiếng ầm ầm nặng nề vang lên hỏa dịch phảng phất như hỏa phượng trọng sinh hung hăng bốc cháy biến thành một đoàn hỏa cầu cỡ đầu người một cổ nhiệt hỏa tỏa ra từ trên đài cao nhanh chóng lan ra trong lúc nhất thời cả đại điện đều ở trong nhiệt độ cao vài dị tộc nhân gần đài thậm chí phảng phất như bản thân đang trong dung nham biển lửa thần thông của đám người trong điện rất lớn hiển nhiên sẽ không bị chút nhiệt độ ấy mà ảnh hưởng nhưng không ít người lại biến sắc lấy kiến thức của mọi người ở đây hiển nhiên nhìn ra mới vừa rồi tiêu bố y bất quá chỉ dùng một đoàn tinh thuần linh khí dụ luồng hỏa lang này mà thôi, hiện tại tuôn ra toàn bộ đều là uy lực của bản thân hỏa dịch. Lưu ly thiên hỏa dịch tỷ vết này mà lại có uy lực to lớn như thế thì thật sự đã nằm ngoài dự đoán của hơn phân nửa số người. Nguyên bản đại điện yên tĩnh thì lại bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán xì xầm, không ít người nhìn hỏa dịch với ánh mắt nóng bỏng. Tiêu bố y biết mục đích của mình đã đạt, tay áo phất một cái tùy ý thu hỏa cầu lại. Một phiến hà quang bay ra, nhiệt độ lập tức hạ xuống, lần nữa hiện ra hỏa dịch, chợt lóe liền chui vào trong miệng bình. Tiêu bố y hư không đánh một chảo, miệng bình khép lại, rơi vào bàn tay hắn. Đấu giá lưu ly thiên hỏa dịch bắt đầu, trung niên nam tử không hề trần trừ tuyên bố. Ba ngàn vạn, một cái giá kinh người phát ra từ một góc đại điện, một chút đã đẩy giá lên rất cao. Không ít người nguyên bổn đang nghĩ giá để mua không khỏi cả kinh nhìn lại. Chỉ thấy người ra giá là một gã nam tử sắc mặt tái nhợt, mặc một bộ trường bào màu đen đúng là hàn lập thấy kẻ hét giá là một dì tộc nhân không phải bản địa vân thành không ít người thầm nghĩ hay là từ bỏ ý định ra giá mặc dù lưu ly thiên hỏa dịch tì vết vẫn chân quý nhưng giá cả lại cao như thế thì hiển nhiên có cảm giác cái được không bù nổi cái mất mà hàn lập ngồi bất động tại chỗ nhìn thần sắc có vẻ bình thường nhưng trong lòng đã có một tia hưng phấn mặc dù hỏa dịch này có tì vết hiệu năng giảm đi nhưng vẫn là lưu ly thiên hỏa dịch hơn phân nửa sẽ có hữu dụng với thanh nguyên tử mà nếu bỏ qua cơ hội này thì sau này cơ bản sẽ không còn cơ hội có được lưu ly thiên hỏa dịch tránh phẩm, dù chỉ là hạt tỷ phẩm thì hắn vẫn phải có được. Cho nên Hàn Lập không khách khí, ngay từ đầu đã hết giá cao. Hắn thật sự không hy vọng chỉ chút này đã có thể dễ dàng có vật ấy nhưng ít nhất cũng làm phần lớn người bỏ đi ý định. Hắn cũng không nói nhiều, cho nên đã nâng giá đến một mức độ mà ngay cả mình cũng không thể tiếp nhận. Hiển nhiên cách làm này của Hàn Lập có hữu dụng, phần lớn người khi nghe giá ấy thì sau khi kinh ngạc, sắc mặt đều khôi phục vẻ lạnh nhạt, cả đại điện nhất thời trở nên yên tĩnh. Vị đạo hữu này ra giá 3.000 vạn, có ai ra giá nữa không? Hỏi quá ba lần thì bình lưu ly thiên hỏa dịch này sẽ có chủ. Tiêu bố y nhìn về phía hàn lập một cái, cao giọng nói. Lần thứ nhất, 3.200 vạn, tiêu bố y vừa nói xong, một thanh âm già nua liền phát ra, hàn lập nghe xong nhướng mày, nhìn về phía thanh âm đó. Người ra giá là một hoàng lão giả ngồi giữa đại điện. Hóa ra là phù lão, hắn như thế nào cũng hứng thú với hỏa dịch này. Những người khác vừa thấy người ra giá nhất thời không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ lão giả này cực kỳ nổi danh tại Vân Thành. Bốn ngàn vạn, không chờ Hàn Lập nghĩ ra cái giá cao hơn, từ trên tầng 3 đã chuyển ra một thanh âm khác. Không phải là thanh âm của nam tử họ mạnh lúc trước, mà là một thanh âm nữ tử dễ nghe. Giá này vừa ra khỏi miệng, nguyên bổn thần sắc phù lão đang bình tĩnh, lập tức lộ vẻ do dự, nhìn tầng 3, miệng giật giật, rốt cục lắc đầu không nói gì. Bốn ngàn vạn lần thứ nhất, bốn ngàn vạn lần thứ hai, tiêu bố y lãnh đạm cười, rất nhanh đã nói hai lần. Hiển nhiên giá này đã ngoài dự đoán lúc trước, cộng thêm thánh tộc tầng 3 ra tê ai, cho nên không ai dám ra giá. Bốn ngàn vạn, hàn lập mặt không biểu tình lần nữa ra giá, vừa nghe thanh âm này, không riêng gì những người khác trong đại điện. Ngay cả tiêu bố y cũng không nhịn được nhìn hàn lập một cái, thần sắc có chút quái dị dám ở đấu giá hội cạnh tranh với thượng tộc, điều này rất hiếm. 4.700 vạn, thánh tộc nữ tử ở tầng 3 kia tựa hồ có chút tức giật, giọng điệu lạnh lẽo báo giá. Hàn lập nghe giá này, khóe mắt có chút nhảy lên nhưng không trần trừ ra giá 5.000 vạn. Nhiều linh thạch như vậy cơ hồ đã nằm ngoài số linh thạch hắn có. Nếu có ai ra giá cao hơn, cho dù trong lòng không muốn thì hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng cũng may nữ tử ở tầng 3 kia tựa hồ thấy giá này quá cao, chỉ hư lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Được, 5.000 vạn linh thạch, nửa bình thiên hỏa dịch sẽ thuộc về vị đạo hữu này. Xin mời đạo hữu lập tức đến thiên điện giao linh thạch. Tiêu bố y sau khi hỏi nhanh ba lần, lúc này dứt khoát giải quyết. Hàn lập trong lòng thả lỏng, đứng dậy đi về phía trước. Tới trên đài, hắn từ vòng chữ vật lấy ra một cái túi cực phẩm linh thạch đã đếm kỹ từ trước, giao cho đối phương. Thần niệm tiêu bố y đảo qua trong túi, liền hài lòng gật đầu, đem bình nhỏ màu trắng giao cho Hàn lập. Hàn lập chỉ mở bình nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau khi cung kính thi lễ với tiêu bố y thì không nhanh không chậm đi xuống đài, về vị trí ban đầu ngồi xuống. Trong quá trình an ý, Hàn Lập hiển nhiên cảm ứng được không ít ánh mắt quét qua người mình. Không cần phải nói, trong đó không hề ít ánh mắt không tốt. chương 1599, dị thú, Hàn Lập thầm cười lạnh một tiếng, thi triển ảo thuật giấu đi khuôn mặt, sau này sẽ biến ảo trở lại khuôn mặt thật, thử hỏi còn ai có thể nhận ra hắn. Cho dù trong số này có vài người tu luyện công pháp đặc thù nhưng nhiều lắm chỉ có thể nhìn ra đây không phải là khuôn mặt thật mà thôi. Dù sao đoạn thiên nhận là hợp thể kỳ đỉnh dai, lúc trước đối mặt với hắn cũng chỉ có thể làm được đến vậy mà thôi. Mấy tên đỉnh dai trong đại điện này không có khả năng coi trọng thiên hỏa dịch tỷ vết. Bất quá, sau khi hàn lập về chỗ ngồi, lại nhắm mắt, phảng phất không quan tâm đến đấu giá nữa. Đấu giá về sau, dưới sự chủ trì của tiêu bố y cũng thuận lợi vô cùng, thậm chí xuất hiện hai kiện đấu giá có giá không dưới lưu ly thiên hỏa dịch. Mà chúng lại không phải vật phẩm áp trục, trong đó là một kiện dị bảo vạn thú loa từ thời thượng cổ còn lưu lại, mặc dù còn chưa đạt tới trình độ thông thiên linh bảo nhưng bảo vật này một khi thổi lên liền có thể hiệu lệnh cho linh thú thấp sai, thần kỳ vô cùng. Một kiện khác chính là đằng long đan của Hàn Lập, lúc đan dược này xuất hiện trên đài, sau khi tiêu bố y giải thích công hiệu kinh người, nhất thời mọi người trong đại điện nổi lên một trận vui mừng lẫn sợ hãi. Loại đan dược này có thể làm pháp lực tăng lên đồng thời đối với đột phá bình cảnh cũng có công dụng lớn, cho tới hiện tại không có bao nhiêu. Hơn nữa đan dược cấp luyện hư kỳ, tại đấu giá hội càng hiếm như phượng mau lân giác, vừa mới xuất hiện đã khiến mọi người tranh kịch liệt. Ngay cả tồn tại dưới luyện hư kỳ cũng liều mạng tăng giá tranh đoạt. Đối với bọn họ mà nói, linh dược này sau này sử dụng cũng rất tốt, tuyệt không muốn bỏ lỡ cơ hội. Một phần cũng là do dị tộc nhân luyện hư kỳ gặp phải bình cảnh, cho nên càng ham muốn, không chút nhượng bộ có trời mới biết đây chỉ là một viên trong số đan dược mà Hàn Lập luyện ra. Cuối cùng sau một phen điên cuồng, bình đằng long đan của Hàn Lập có giá đến 6.300 vạn, so với giá của lưu ly thiên hỏa dịch mà Hàn Lập mua còn muốn cao hơn một chút. Hơn nữa đan dược này lại nằm ngoài dự đoán của Hàn Lập, rơi vào tay thánh tộc nữ tử lúc trước tranh đoạt thiên hỏa dịch với Hàn Lập. Bản thân nữ tử này hiển nhiên không cần đan dược này nhưng hơn phân nửa là chuẩn bị cho môn nhân hậu bối. Hành động này hiển nhiên làm cho số người trong tầng 1, tầng hai âm thầm thở dài than vãn không thôi. Mà Hàn Lập nghe được cái giá cuối cùng, trong lòng lại cười khổ bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ rằng cái giá đó không thỏa mãn, mà là đang âm thầm tính toán số lượng đằng long đan mình ăn trong vòng 2 năm trước, quy ra sẽ là bao nhiêu. Nếu cứ dựa theo cái giá này thì tuyệt đối là số lượng linh thạch làm cho người ta nghe mà sợ hãi. Hơn nữa trong vòng trăm năm tiếp theo, sợ rằng vẫn phải duy trì liên tục, có thể nói là cực kỳ bại gia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không dùng các loại đan dược mạnh để tinh tiến tu vi, dựa vào tư chất của không xuất chúng của hắn như thế nào có thể trong vòng trăm năm từ hóa thần sơ kỳ tiến đến luyện hư kỳ. Đây cũng là nguyên nhân mà trong mắt Hàn Lập, giá trị của thần bí tiểu bình còn trên cả một kiên huyền thiên chi bảo. Có kiện huyền thiên quả thực biến ra bảo kiếm, sau này hiển nhiên có thể tung hoành linh giới nhưng nếu không có thần bí tiểu bình thì hắn căn bản không tin rằng sẽ được như thế. Ngay khi Hàn Lập nhắm mắt lại, Tâm tình đang âm thầm phật phùng thì đấu giá hội rốt cục đã lấy ra những bảo vật nhầm vào nhóm người cao cấp. Mắt thấy một lam sắc khôi lỗi đã bị mang đi, ánh mắt Tiêu Bố Y đảo qua mọi người, thần sắc nghiêm nghị nói: "Thứ lỗi vì đã để chư vị đạo hữu sốt ruột, tiếp theo sắp sửa đấu giá vài món áp trục vật phẩm, trong đó có hai kiện là tứ tộc xuất ra, hai kiện khác là do vì các vị đạo hữu khác cung cấp." Ngay khi Tiêu Bố Y nói chuyện, truyền tống trận trên đài lưu chuyển quang mang kỳ lạ, nhân ảnh thoáng một cái, hiện ra bốn đạo nhân ảnh khác một lão ông dâu dài thấp bé, một giáp sĩ cao lớn mang mặt nạ vàng, một sử phụ vóc người thướt tha nhưng trên mặt lại đầy bích lục lân phiến cùng với một quái nhân có tới hai cái đầu. Bốn người này mặc dù dung mạo khác nhau nhưng dưới ánh mắt của nhiều người bên dưới thần thái vẫn tự nhiên, tựa hồ không để trong lòng. Mà những dị tộc nhân đang ngồi nghiêm chỉnh trong đại điện, thấy bốn người này liền hít vào một ngụm lương khí, thầm dì tai nhau. Đúng là bốn tiền bối. Không, không thể như vậy, bốn người này là bốn vị khách khanh của Vân Thành, Lần đấu giá hội này hóa ra là mời bọn họ đến. Ngay khi bốn tên này hiện thân, Hàn Lập cũng mở hai mắt, trong lòng đồng dạng kinh ngạc. Bốn gã dị tộc nhân này xuất hiện rõ ràng là bốn gã hợp thể trung kỳ, trách không được có thể khiến cho nhiều người dao động như vậy. Tiêu Bố Y thấy bốn người này xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời hướng bốn người ôm quyền hỏi thăm. Lần này đã làm phiền bốn vị đạo hữu rồi, không có gì, bốn người bọn ta cần thù lao thì chút việc nhỏ này có tính là gì? lão ông dâu dài kia cười nhẹ một tiếng trả lời. Ba người còn lại có vẻ lạnh lùng, sau khi thi lễ thì không nói gì. Tiêu bố y hiển nhiên không cảm thấy kỳ quái, sau khi gật đầu liền xoay người lại nói. Lần này áp trục vật phẩm chỉ có bốn kiện nhưng đồng thời là linh thú, linh bảo tuyệt không làm mọi người thất vọng. Làm huynh, trước tiên mời người xuất bảo vật ra. Nói xong, tiêu bố y quay người lại nói với lão ông. Lão ông dâu dài gật đầu, tiếp theo vùng tay áo lên, sau một trận âm thanh quỷ dị, một vật áo da màu đen bay ra. Nhưng lão ông đối với nó lại không dám chậm trễ, miệng lầm bầm hướng áo da liên tiếp điểm từng cái. Áo da màu đen sau khi lưu chuyển ô quang thì đột nhiên toát ra một cỗ hắc sắc vũ khí, tiếp theo vũ khí quay cuồng một trận thì bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt ngưng tụ biến thành một cái lồng sắt màu đen, cao chừng một trường. Mà trong lồng sắt là một tiểu thú toàn thân màu tím, hơn nữa ngoài thân bị một vật màu vàng bạc trói chặt. Bởi vì bị trói chặt cho nên nhìn từ xa căn bản không thể nhìn ra hình thái giờ phút này kể cả hàn lập và những dị tộc nhân khác đều hướng ánh mắt về phía con thú này bọn họ cũng rất rõ ràng có thể làm linh thú áp trục thì tuyệt đối không tầm thường phải biết rằng trước kia một thông linh khôi lỗi thượng tộc tứ giai cũng không thể làm vật áp trục chẳng lẽ linh thú này có thực thánh giai trong lòng mọi người đều chợt lóe qua ý niệm này ánh mắt nhìn tiểu thú trở nên nóng bỏng như có lửa nhưng lồng sắt lại không tầm thường ngay cả khi nhiều thần niệm đảo qua mà vẫn không thể nhìn rõ ràng tiểu thú không thể chính thức thâm nhập vào bên trong lồng ha ha xem ra phần lớn đạo hữu đã không thể chờ được lam huynh người tự mình giới thiệu lai lịch con thú này đi tiêu bố y thấy vậy khẽ cười một tiếng nói không dám không dám lai lịch của tiểu thú này số người biết được cũng không nhiều lắm bất quá nếu nói đến bát đại kỳ thú dưới chân linh ở linh giới chúng ta thì ta nghĩ rằng không ít người biết đến lão ông vuốt râu trầm ngâm nói cái gì bát đại kỳ thú, chẳng lẽ con thú này là một trong bát đại kỳ thú? ầm um, một tiếng, nhất thời cả đại điện trở nên nhốn nháo, ngay cả người ở tầng 3 cũng không ít người không thể khống chế khí tức kinh người của mình để nó phát ra. Chư vị đã hiểu lầm, linh giới bát đại kỳ thú mặc dù thực lực bản thân không thể so với chân linh nhưng cũng không phải là tồn tại thánh tộc có thể bắt được. Linh thú trong lòng kỳ thật kế thừa hơn phân nửa huyết mạch của nhân diện giao, một trong bát đại kỳ thú. Mặc dù là hỗn huyết nhưng bởi vì có huyết mạch của nhân diện giao, cho nên cũng không kém nhân diện giao bao nhiêu. Con thú này chúng ta đã kiểm tra, hẳn là sinh ra không tới trăm năm nhưng linh khí ba động trên người đã không dưới thượng tộc sơ dai. Quan trọng là ấu thú này đã bắt đầu thể hiện nhiều loại thiên phú thần thông lợi hại của nhân diện giao. Nếu ta không phải thánh tộc, lại liên thủ thêm vài người thì căn bản không thể bắt được con thú này. Được rồi, đã quên nói với chư vị đạo hiếu, con thú này chính là do bốn người bọn ta liên thủ bắt được. Lão ông cười hắc hắc nói, tiếp theo hư không đánh về phía lồng một chảo. Phanh một tiếng, xích vàng đang trói chặt tiểu thú bỗng bung ra, sau đó liền hóa thành một kim ngân tế mang bắn đi, chợt lóe liền rơi vào tay lão ông. Đại điện lúc này trở nên lạnh ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy dị thú kế thừa hơn phân nửa huyết mạch của nhân diện giao, rốt cục có hình dạng ra sao. Trói buộc trên người bị tháo ra, thân hình tiểu thú run rẩy một chút nhưng không lập tức đứng dậy, vẫn nằm im trong lồng không nhúc nhích. Thấy cảnh này, không ít người nhìn nhau nhưng đúng lúc này dị biến trong lồng nổi lên phốc suy một tiếng tiếp theo từ sắc tập quang trên thân con thú bạo phát quang mang cực kỳ chói mắt tất cả mọi người đều đang nhìn kỹ lồng sắt hai mắt lúc này không khỏi nhắm lại hai mắt hàn lập hiếp lại lam mang trong mắt thiểm động nhưng vẫn không thể hoàn toàn nhìn thấy linh thú a à, không ít gì tộc nhân lộ ra vẻ sợ hãi chỉ thấy lồng sắt trên đài cao trở nên trống rỗng không còn thấy bóng dáng tiểu thú đâu cả nhưng mấy người trên đài lại thần sắc không đổi lão ông kia sau khi hừ một tiếng, thản nhiên nói một câu. Tới lúc này mà còn dám dở trò, xem ra trên đường vẫn chưa ăn đủ đau khổ a. À. Lão ông khoát tay, vừa một ngón tay khô gầy, hướng lồng sắt màu đen điểm một cái. Chương trăm, kinh biến, tiếng xé gió vang lên, một tiểu quang đạn nhỏ như hạt đậu từ đầu ngón tay bắn ra, thanh quang chợt lóe liền biến vào trong lồng không thấy bóng dáng. Sau một khắc, ở một góc trong lồng sắt bạo liệt thanh quang, tử sắc tiểu thú hiện thân ra, đồng thời tứ chi run rẩy, thân thể ngã xuống. Động tác vô thanh vô tức, phảng phất như đám bông rơi xuống đất. Nhưng kể từ đó, bộ dáng của tiểu thú hiển nhiên cũng rơi vào trong mắt mọi người, rõ ràng là một tử sắc tiểu thú giống hồ ly. Thân thể chỉ lớn cỡ nửa thước nhưng đôi mắt lại chấp động ô quang không ngừng, phảng phất đã mở ra linh trí, ánh mắt giống như thường nhân. Tuy nhiên cũng có chút khác với linh hồ bình thường, đại khái là con thú này trên mũi và hai tai lại có ngân sắc lân phiến quỷ dị nhưng chỉ nhỏ bằng móng tay nếu không nhìn kỹ sẽ không thể dễ dàng phát hiện đây là linh thú kế thừa huyết mạch của nhân diện giao sao thoạt nhìn thì giống như hồ thú bình thường thấy bộ dáng của tiểu thú không ít người thất vọng vang lên những người khác cũng nhíu màu không ít đồng dạng vẫn chưa nhìn ra tiểu thú này có gì kỳ lạ hồ thú bình thường chư vị đạo hữu hãy mở to mắt mà nhìn kỹ đi nguyên bản vẻ mặt lão ông hiền lành Lúc này chợt lóe vẻ dữ tợn, tay đột nhiên vỗ về phía lồng sắt màu đen một cái. Nguyên bổn lồng sắt đang bất động, lúc này vang lên một tiếng sét đánh, tiếp theo bạch sắc điện quang chợt lóe, trên mặt ngoài lồng sắt hiện lên một tầng bạch sắc điện quang. Cùng lúc với tiếng sét đánh là vô số đạo điện hồ sắc bén hiện lên, hung hăng đánh về phía tiểu thú trong lồng sắt. Tiểu thú thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau khi gầm nhẹ một tiếng thì từ quang mang ngoài thân lưu chuyển, một hư ảnh hiện lên trên người đem thân thể nó bảo hộ vào trong rõ ràng là một ngân sắc cự giao ảnh lãnh đạm. Giao ảnh này vô cùng mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hình dáng mà thôi nhưng lại đánh một kích vào điện quang khiến nó một đi không trở lại. Mà giao ảnh sau khi hấp thu nhiều điện quang như vậy, phát ra một tiếng nộ hống, hình thể liền tăng vọt mấy lần, lấp đầy thể tích trong lòng. Chứng kiến cảnh này những dị tộc nhân khác đều hít một ngụm lương khí. Tử sắc ấu thú chỉ dựa vào một hư ảnh mà lại phát ra khí thế kinh người như vậy, đích xác đã biểu hiện ra tiềm lực kinh người. Lão ông thấy vẻ hoảng sợ trên mặt những người dưới đài, biết rằng mục đích đã đạt được, cười hắc hắc, phát tay một cái. Kim Ngân chi quang đại phóng, Kim Ngân tế thì bỗng hiện ra, lần nữa bắn về phía lồng sắt, trói tiểu thú lại. Cũng không biết tế thì nay là loại pháp bảo gì mà lại không xem giao ảnh ra gì, một chút đã trói nó lại thật chặt. Ấu thú mặc dù liều mạng dẫy ruộng nhưng căn bản không ăn thua gì. Mà giao ảnh nó biến ra cũng biến mất luôn, lồng sắt màu đen lần nữa trở về như lúc ban đầu. Thế nào, Uy lực tiểu thú này có lẽ chư vị đạo hữu đã tận mắt nhìn thấy, nghĩ rằng không còn hoài nghi gì nữa. Kỳ thú này giá khởi điểm 8.000 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Tiêu bố y thấy cảnh này, biết rằng tâm tình mọi người chưa hoàn toàn bình tĩnh, liền bỗng nhiên tuyên bố. 8.500 vạn, 9.000 vạn, quả nhiên sau khi thấy sự thần kỳ của con thú này, đám người đều nôn nóng đấu giá, trong chốt lát giá cả đã lên đến triệu vạn. Mà Hàn Lập vẫn ngồi yên tại chỗ không tham gia cạnh tranh. Thứ nhất, con thú này mặc dù tiềm lực kinh người nhưng thời gian bồi dưỡng khẳng định là rất dài. Hắn đã có đề hồ và báo lân thú, còn có phệ kim trùng cũng không muốn có thêm linh thú gì nữa. Thứ hai, cho dù hắn thật sự động tâm nhưng linh thạch trên người đã không còn nhiều, căn bản không thể cạnh tranh với những người khác. Hiện tại mới bắt đầu mà ngay cả thánh tộc tầng 3 cũng đã tham gia trả giá con thú này. Kể từ đó, cho dù lúc đầu hắn không mua thiên hỏa dịch, để tiền mua con thú này thì hy vọng cũng rất xa vời. Bất quá giờ phút này Hàn Lập ngưng thần nhìn kỹ tử sắc hồ ly trong lồng, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái. Không biết là hắn có bị ảo giác hay không mà tiểu thú này đang bị trói đó, vô luận là ánh mắt hay bộ dáng cũng đều làm cho hắn cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, rất giống với Ngân Nguyệt năm đó. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, bản thể Ngân Nguyệt mặc dù là Ngân Lang nhưng tại nhân giới lại phụ thân vào một linh hồ. Kể từ đó có chút tương tự cũng không kỳ quái mặc dù biết rõ biết rõ như thế nhưng khi nhìn tử hồ trên đài trong lòng hắn vẫn không nhịn được có chút xúc động năm đó ngân nguyệt rời xa hắn tiến vào nghịch hành thông đạo liền lộ ra một tia khác thường hắn như thế nào lại không cảm nhận được chứ chỉ vì lúc ấy tu vi quá kém cho nên chỉ có thể lẳng lặng nhìn nàng trở về linh giới mà thôi có lẽ bởi vì ánh mắt hàn lập cùng những dị tộc nhân khác bất đồng cho nên con mắt tử hồ vừa động nhìn thẳng vào hàn lập tiếp theo chất chấp hàng mi thật dài thần sắc trở nên có chút nghi hoặc cùng vui mừng lẫn sợ hãi. Mặc dù ánh mắt tử hồ biến hóa rất nhỏ nhưng lại không thể giấu giếm được linh mục của Hàn Lập. Hắn có chút ngẩn ra, trong lòng không hiểu tại sao con thú này lại nhìn mình với ánh mắt như thế. Một triệu ba ngàn vạn, một con số kinh người từ tầng ba truyền ra, đây là một thanh âm già nua, rốt cục làm cho toàn đại điện trở nên yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, không có ai xuất ra giá cao hơn. Một triệu ba ngàn vạn lần thứ nhất, một triệu ba ngàn vạn lần thứ hai một triệu ba ngàn vạn lần thứ ba. Tiêu bố y hiển nhiên không cho rằng có người xuất giá cao hơn, sau khi hỏi nhanh ba lần thì nhìn tầng ba một cái, miệng khẽ cười nói. Chúc mừng Lục Huynh, sau khi có thêm kỳ thú này, tin rằng nhất định có thể như hổ thêm cánh. Hiển nhiên hiểu rằng con thú này đã được bán. Hắc hắc, không nghĩ nhiều năm như vậy, tiêu đạo Hữu vẫn còn nhận ra giọng của lão phu. Từ tầng ba truyền đến một âm thanh già nua, tiếp theo cửa phòng chợt lóe, một đoàn hoàng quang trực tiếp từ bên trong bay ra, sau khi chợt lóe lên liền quỷ dị hiện ra một nhân ảnh hàn lập hai mắt híp lại lúc này mới nhìn rõ diện mục của nhân ảnh này là một lão giả da vàng vọt mặc tạo bào thân hình cao lớn khôi ngô cơ hồ còn cao hơn cả tiêu bố y đến hai cái đầu có vẻ uy mãnh dị thường tiêu bố y thấy lão giả trong mắt ẩn hiện một tia kiêng kỵ nhưng miệng lại vô cùng khách khí nói đạo hữu có lẽ nên nhờ lam đạo hữu làm con thú này bất tỉnh nếu không khi giao hàng có thể có chút phiền toái chỉ là một ấu thú còn sợ lão phu không khống chế được sao, yên tâm đi. Linh thạch này ngươi cầm lấy cẩn thận, linh thú này ta sẽ trực tiếp lấy đi. Lam đạo hiểu, ngươi thu hồi bảo vật đi, lão già có vẻ rất tự tin, sau khi vứt một túi linh thạch cho tiêu bố y thì không chút trần chờ nói với lão ông. Hắc hắc, nếu lục huynh đã nói như vậy thì Lam mỗ sẽ tháo cấm chế xuống. Lão ông gật đầu, tay lần nữa chảo một cái về lồng sắt. Tử sắc tiểu thú thấy cảnh này tựa hồ biết sẽ xảy ra chuyện không muốn, từ mau trên người dựng thẳng lên, đồng thời từ miệng phát ra tiếng chi chi. Âm thanh này lọt vào tai mọi người, tu vi hớp thấp liền đầu óc choáng váng, pháp lực trong cơ thể liền ngưng trệ. Những người này hiển nhiên trong lòng đại loạn, nhưng tiếng kêu này đối với những tồn tại đã ngoài luyện hư kỳ như Hàn Lập thì lại ảnh hưởng cực nhỏ, thậm chí sắc mặt lão ông không biến đổi chút nào, thanh quang trên năm ngón tay chợt lóe, liền thi pháp. Mà lão giả họ Lục mặc dù khoác lác nhưng cũng không dám có chút sơ sẩy ánh mắt gắt gao nhìn thẳng tiểu thú chuẩn bị trong nháy mắt khi lão ông thu hồi bảo vật hắn liền ra tay chế trụ tiểu thú lần nữa. Những dị tộc nhân khác dưới đài thấy cảnh này, bá lên một tiếng, ánh mắt đều đổ dồn về phía trên đài. Hàn lập thấy bộ dáng của tử hồ chấn kinh như thế, tựa hồ liên tưởng đến điều gì, trong mắt chợt phát ra một tiếng vang nhỏ. Nguyên bổn tay hắn đang thả lỏng, lúc này dùng sức bóp chặt, đem thành ghế bằng ngọc bóp thành bột phấn. Âm một tiếng kinh thiên động địa từ bên ngoài đại điện truyền vào, tiếp theo cấm chế linh quang trên cửa điện bạo liệt vô số mảnh vụn bắn tứ tung cả tòa đại điện đầu tiên là lạnh ngắt như từ tiếp theo trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin đây chính là tứ tộc đấu giá hội như thế nào lại xảy ra chuyện khó tin lại có người dám trực tiếp đánh nát đại điện đấu giá bất quá lập tức trong đại điện nhún nháo hẳn lên các loại âm thanh cùng đồng thời phát ra a à, có chuyện gì xảy ra vậy chuyện gì thế thủ vệ đâu mà cửa điện bởi vì cấm chế bạo liệt mà các loại linh quang bị nghiền nát mọi người nhất thời không thể thấy rõ ai làm việc này. Không cần kinh hoàng, bốn tộc chúng ta làm chủ đấu giá hội này, chư vị đạo hữu thật sự nghĩ rằng có gì ngoài ý muốn sao. Tiêu bố y mặc dù cũng giật mình không ít nhưng không hổ là tồn tại hợp thể kỳ, lập tức khôi phục bình tĩnh hét lớn một tiếng. Tiếng quát giống như xét đánh, lập tức làm cho thần trí người có tu vi thấp chấn động, lập tức bình tâm không ít. Mà người có tu vi cao thâm, đồng dạng cũng được nhắc nhở mà bình tĩnh lại. Nói cũng đúng, Nơi đây có thủ vệ mà bổn tộc an bài, và lại có nhiều thượng tộc và thánh tộc như vậy, có biến cố gì mà không thể ứng phó được. Tứ tộc, khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết các ngươi ở đây? Một thanh âm nam tử trầm thấp bỗng vang lên từ bên ngoài cửa đại điện. Các hạ là ai sao dám quấy rối vân thành chúng ta? Tiêu bố y nghe khẩu khí đối phương lớn như thế trong lòng trầm xuống nhưng mặt ngoài lại chấn định quát hỏi một tiếng. Như thế nào, vân thành chẳng lẽ là núi đao biển lửa, bổn tôn không thể đến sao? Ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân, một đạo nhân ảnh xuyên qua cấm chế ở cửa điện, chậm rãi đi vào. Chương 1601, nhân diện giao. Ánh mắt mọi người ngưng trọng lại, rốt cục đã nhìn rõ ràng. Đó là một gã trung niên nam tử mặc ngân bào, ngoại trừ dung mạo thanh tú thì ánh mắt phảng phất như hàn băng. Trong đại điện, nhiều người như vậy nhưng sau khi dùng thần niệm hướng về trung niên nam tử này đảo qua một vòng thì trong lòng thầm sợ hãi không thôi. Vô luận là thượng tộc hay là thánh tộc, thần niệm một khi tới gần nam tử này thì đều bị một đạo cấm chế hất ngược trở lại, căn bản là không cách nào dò xét được tu vi sâu cạn của nam tử này. Nhưng đối phương nếu đã dám không kiêng nể gì phá đại môn mà vào thì lai lịch tự nhiên không phải là chuyện để đùa rồi. Lúc này không có ai để ý tới, từ sắc ấu thú nọ vừa nhìn thấy nam tử thì trong mắt lộ ra vẻ vui mừng như điên, bất qua thân thể vẫn đang bị sợi dây màu bạc trói chặt, không cách nào cử động được. Các hạ là người phương nào, sao lại tiến vào nơi đây, thủ vệ phụ trách bên ngoài đâu. Tiêu bố y thần sắc lẫm liệt hỏi, là ta dẫn hắn vào đây, có ý kiến gì sao? Đột nhiên một thanh âm xa lạ truyền vào, tiếp theo ngoài cửa điện có một tiếng bước chân một người đi vào. Đó là một gã thanh niên hay chân trần, mặc một tấm áo bào trắng, bộ dáng chỉ có 27, 28, dung mạo cực kỳ bình thường, nhìn qua không có gì thần kỳ. Phi tiền bối, vừa thấy tên thanh niên này xuất hiện, tiêu bố y kinh hãi vội vàng đứng từ xa nhìn thanh niên này thi lễ. Tham kiến tiền bối, bái kiến phỉ tiền bối. Trên đài, vài tên thánh tộc khác, kể cả lão già họ lục và lão già họ ông cũng nhận ra thanh niên này, đồng dạng thất sắc thi lễ, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Không chỉ như thế, đông đảo thánh tộc khác nguyên bổn đang ẩn thân tại tầng 3 lúc này cũng đều từ trong phòng chạy ra, lấy lễ vãn bối đồng thời hỏi thăm. Ánh mắt hàn lập đảo qua thì bất ngờ phát hiện thiên cơ tử cùng đoạn thiên nhận, hai gã hợp thể kỳ đỉnh dai cũng nằm trong đám người hai tay ôm quyền thì trên mặt ra vẻ giật mình kính sợ. Đại thừa kỳ, trong đầu Hàn Lập, trong nháy mắt hiện lên vài chữ này, ánh mắt lại đảo qua nhìn thanh niên phía sau, trên mặt rốt cục hiện lên vẻ hoảng sợ. Nhìn thấy nhiều thánh tộc như vậy đồng thời thi lễ với người khác. Các sĩ tộc nhân khác sao lại không biết thân phận thật sự của thanh niên phía trước mặt, không ít người trong tiềm thức thầm nuốt một ngụm nước miếng, đồng dạng khiếp sợ vô cùng. Thậm chí cả tòa đại điện lần nữa lâm vào an tĩnh không một tiếng động. Phỉ tiền bối, sao người lại đến nơi đây? Lão nhân gia ngài không phải đã bế quan rồi sao? Người hỏi cũng không phải là tiêu bố y mà là một vị hợp thể kỳ đỉnh dai trong tầng 3 mà Hàn Lập không nhận ra, vẻ mặt xanh sẫm, mặc một bộ da thú màu tím của một quái thú vô danh nào đó. Nguyên lai like là hắc hiền chất, người đã đến đây ư. Quên đi, chuyện của các người ta chẳng muốn hỏi tới. Ta lúc này đây phải đi vân thành nguyên bổn là do rác si tộc gần đây tấn công nhưng hôm nay xuất hiện tại đây lại đều là bởi vì đồ đạo hiếu. Thanh niên nọ liếc nhìn quái nhân một cái, thở dài một hơi nói. Xin hỏi tiền bối, vị đồ tiền bối này chính là. Quái nhân nghe nói xong thì sắc mặt cả kinh, rất là bất an hỏi. Thanh niên nghe xong lời này thì mỉm cười nhưng chưa hồi đáp cái gì, ngược lại quay đầu nhìn thanh niên mặc ngân bảo hỏi. Đỗ huynh, có phát hiện người ngươi muốn tìm chưa? Đương nhiên đã tìm được rồi. Người mặc ngân bảo đảo qua trong miệng ánh mắt sốt cục rơi vào trên bãi đá. Khi hắn thấy tử sắc tiểu thú thì hắn đầu tiên là vui vẻ nhưng sau khi thấy con thú này bị nhốt trong lồng sắt, hơn nữa trên người còn bị trói thì ánh mắt trở nên âm trầm dị thường tiếp theo thân hình người này thoáng một cái nhất thời ngân quang phát sáng rồi liền quỷ dị biến mất sau một khắc trên đài quang mang chợt lóe liền xuất hiện không một tiếng động tiền bối người đang đứng trên đài lão giả họ lục vừa thấy người này xuất hiện cách mình gần trong gang tất thì càng hoảng sợ trong miệng không khỏi hỏi một câu cút đi cho ta nhưng người mặc ngân bảo lại căn bản không có ý tứ nói một câu nào hắn không nhịn được hừ một tiếng sau đó vung tay áo chỉ vào lão già họ lục. Lão già chỉ cảm thấy một cỗ cự lực không cách nào ngăn cản nổi xô tới. Lão già họ lục trong lòng tự nhiên kinh sợ dị thường, theo tiềm thức đột nhiên hít một hơi, bên ngoài thân thể nhất thời nổi lên một tầng quang hà đón đỡ một kích này. Âm, một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, quần sáng bên ngoài thân thể lão già run rẩy tán loại rồi đăng đăng liên tiếp mấy tiếng, thân hình lão lùi ra phía sau bảy tám bước, cuối cùng trượt chân một cái, thiếu chút nữa là rơi xuống dưới đài. Tiêu bố y thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, lão già họ lục thần thông lợi hại thế nào hắn biết rất rõ. Hắn chủ tu một loại công pháp thổ thuộc tính đỉnh bậc, nguyên bổn lấy lực đại gia dày làm thế mạnh nhưng hôm nay lại vô pháp tiếp được một kích tùy ý của ngân bào nam tử. Xem ra một kích này mạnh đến mức khó tin, xem ra đối phương khẳng định cũng là tồn tại đại thừa kỳ rồi. Tiêu bố y trong nháy mắt đưa ra phán đoán, bốn người lão ông thấy vậy thì đồng thời hoảng sợ, mắt thấy người mặc ngân bào trực tiếp hướng bọn họ bên này đi tới thì trong lòng đại run sợ không khỏi liên tiếp lùi sau mấy bước nhưng làm cho bọn họ ngoài ý muốn là người mặc ngân bào căn bản không có để ý tới mấy người bọn họ mà đi vài bước tới chỗ lồng sắt hai tay tìm tòi bang bang hai tiếng hai bàn tay phân biệt hôm ở hai bên lồng sắt tiếp theo dùng một chút lực linh quang chợt lóe lên rồi một âm thanh trầm muộn vang lên lồng sắt thoạt nhìn bất phàm nhưng một chút đã bị phá tan đồng thời ấu thú từ trong lòng rơi xuống lồng sắt còn chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành hai luồng hắc khí tán đi không thấy còn tiểu thú thì phát ra tiếng cười ô ô vui vẻ rồi được người mặc ngân bảo giơ tay hư không tóm lấy vào trong tay còn tay kia tùy ý hướng về sợi dây trói trên người tiểu thú phất một cái sau một tiếng kêu phượt sợi dây màu bạc nọ liền tất tắc, tắc vỡ vụn ra mà tiểu tử sắc ấu thú sau khi thoát thân thì lập tức không che giấu phát ra thanh âm ô ô đầy cao hứng tiếp theo thân hình vừa động liền nhào vào trong lồng ngân bào nam tử cũng đem cái đầu cực kỳ thân thiết rụi rùi vài cái. Hư, bất hảo, không ở trong động phủ, dám một mình chạy ra ngoài chơi, hôm nay có phải là ăn không ít đau khổ rồi chứ? Nói cho ta biết, là ai bắt ngươi đi? Nam tử đầu tiên là cương chiều đưa tay sờ sờ đầu tiểu thú một chút, tiếp theo thanh âm chợt phát lạnh hỏi. Bốn người lão ông bên cạnh vừa nghe nói thế thì sắc mặt đại biến, không khỏi hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng thấy trong mắt những người khác vẻ e ngại ấu thú do bốn người bọn họ liên thủ bắt giữ đem đến đây đấu giá. Nếu không, lấy địa vị khách khanh của bọn họ tại Vân Thành thì cũng không thể dễ dàng xuất hiện tại đây. Lúc này, tử sắc tiểu thú nọ dùng ánh mắt thống hận hình trầm vào lão ông đồng thời trong miệng không ngừng gầm gừ nhẹ, phảng phất như đang nói cho nam tử cái gì. Cái gì, hắn động thủ hành hạ ngươi. Hảo, tốt lắm, bốn người các ngươi đem cái mạng nhỏ hoàn lại đi. Ngân bào nam tử chỉ nghe được hai câu thì sắc mặt nhanh ác, theo thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí kinh người. Đầu vai chỉ run lên một cái, một cánh tay liền như tia chớp chộp thẳng đến lão già họ lục và lão già họ ông. Chỉ nghe tiếng rắc như băng vỡ, nam tử họ đỗ kia rõ ràng đứng cách đám lão ông mười mấy trượng mà cánh tay kia không biết thế nào một chút đã dài ra, năm ngón tay chớp động ngân mang rồi bỗng nhiên đã tới trước mặt lão ông. Công kích cực nhanh, cơ hồ ngay lập tức liền tới trước mặt. Đồng thời một cỗ áp phong đáng sợ đè tới, cơ hồ làm cho lão già họ ông không cách nào thở được bất hảo, lão ông cho dù lúc trước đã sớm có đề phòng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới công kích của đối phương nhanh như thế. Hắn chỉ kịp hé miệng phun ra một viên châu màu xanh đánh về phía nam ngón tay của đối phương, đồng thời thúc giục một đạo pháp quyết, bên ngoài thân thể trong nháy mắt hiện ra ba quang mạc màu sắc bất đồng nhưng chỉ sau một khắc, lão ông cảm thấy hồn phi phách tán. Viên châu màu xanh gào thét lên nhưng chưa kịp phát huy, chỉ thấy ngân mang chợt lóe rồi viên châu trong nháy mắt đã hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống. Mà cơ hồ đồng thời lúc đó, Năm ngón tay kia đã chạm tới quang mạc. Chỉ nghe ba thanh âm phốc 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 buồn bực vang lên rồi ba tầng quang mạc dĩ nhiên nháy mắt bị một chảo phá thủng, năm đạo ngân mang chợt lóe rồi túm lấy đầu lão. Ngay cả lão ông còn muôn vàn bản lãnh thì trong thời gian nháy mắt cũng căn bản không kịp thi triển mảy may. Sắc mặt lão tái nhợt vô huyết sắc nhưng trong phút chốc một thanh âm đạm bạc từ phụ cận vang lên. Đồ đạo hữu, hạ thủ lưu tình, đạo hữu cũng đừng quên đã từng đáp ứng ta như thế nào chứ? lời nói còn chưa dứt thì đột nhiên trong hư không lộ ra một bàn tay vung lên liền đem năm đạo ngân mang ngăn lại tiếp theo không gian phụ cận ba động rồi thanh niên họ phỉ và ngân bào nam tử hiện ra nghiêm nghị nói hư lúc ấy ta mặc dù đáp ứng ngươi là không giết người nhưng chưa bao giờ nói qua là dễ dàng buông tha cho mấy người bọn chúng như vậy ngân bào nam tử hiển nhiên đối với thanh niên họ phỉ có chút kiêng kỵ sau một kích không đắc thủ thì dừng tay nhưng ánh mắt lại âm trầm dị thường cái này là đương nhiên nếu mấy người lục đạo hữu đã đắc tội với lệnh ái thì từ tội có thể miễn nhưng bị xử phạt một chút thì tự nhiên không vấn đề gì thanh niên họ phỉ mỉm cười nói cái gì ngươi là nhân diện giao bọn lão ông tìm được đường sống trong chỗ chết tâm thần còn chưa ổn định thì lại nghe lời của thanh niên họ phỉ sắc mặt nhất thời khó coi dị thường không sai bản thể của bồn tôn chính là nhân diện giao như thế nào ngươi còn muốn có chủ ý gì ư ngân bào nam tử liếc mắt lão ông một cái trong mắt hung quang chợt lóe không dám, vãn bối tuyệt không có ý này. Lúc trước bọn vãn bối cũng không biết thân phận của lệnh ái cho nên có chỗ đắc tội, mong tiền bối thứ tội. Lão ông tuy là một gã thánh tộc nhưng lại cũng là hạng người có thể co có, có thể duỗi vừa thấy tình hình không ổn lập tức mềm giọng liên tiếp nói. Lục đạo hiểu, các ngươi lần này thật sự là rất liều lĩnh. Sao dám chạy đến trảo bộ linh thú phụ cận động phủ của Đỗ Huynh, lại còn bắt đi lệnh ái của Đỗ Huynh. May mắn là mọi người đều vô sự, nếu không thì ngay cả ta cũng không giữ mạng được cho các ngươi. Thanh niên họ Phỉ quay mặt lại, sắc mặt lập tức trầm xuống to giọng trách mắng. Vãn Bối tuyệt đối không biết phiến hải vực nọ chính là động phủ của Đồ Tiền Bối, nếu không sao lại dám làm ra loại chuyện đáng chết như vậy. Vừa nghe thanh niên họ Phỉ nói như vậy, mồ hôi trên mặt lão ông chợt toát ra. Ba người khác sắc mặt đều trắng bệch, ánh mắt đồng dạng thất thần. Chương 1602, hiểu lầm, mấy người này tu vi đã là thánh tộc nhưng lại biết giữa đại thừa kỳ cùng hợp thể kỳ cách biệt như giữa trời và đất. Một khi tiến vào đại thừa chi đạo, thần thông vượt xa, không phải cách khoảng cách giữa luyện hư và hợp thể kỳ có thể so sánh được. Nếu giữa tình huống bình thường, mấy người luyện hư đỉnh giai liên thủ có thể đánh một trận với một gã hợp thể sơ kỳ, còn vài tên hợp thể đỉnh bậc mà gặp một gã đại thừa sơ kỳ thì cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Bởi vì sau khi tiến vài đại thừa kỳ liền có thể xem như là một nửa tồn tại cấp bậc chân tiên, có thể trong lúc tu luyện thấu hiểu được một ít về thiên địa pháp tắc cực kỳ lợi hại, căn bản không phải là tồn tại cấp hợp thể kỳ có thể chống lại được về phần độ kiếp kỳ kỳ thật chỉ phân chia trên danh nghĩa mà thôi trừ tu vi pháp lực hơi có sự thay đổi thì thần thông cũng không có gia tăng hơn so với đại thừa kỳ đỉnh bậc bao nhiêu hơn nữa giai đoạn độ kiếp kỳ cũng không phân chia ra cụ thể là sơ kỳ hay hậu kỳ gì đó mà đại bộ phận căn bản là không hành tẩu thế gian mà chỉ chuyên tâm chuẩn bị độ chân tiên thiên kiếp mà cầu phi thăng bởi vậy có thể nói đại thừa kỳ ngoại trừ thiên địa chân linh ra cũng chính là tồn tại cao nhất của linh giới bốn người lão ông vừa thấy tử sắc tiểu thú mà mình bắt được dĩ nhiên là hậu nhân của một gã đại thừa kỳ nhân diện giao thì có thể nói là trong lòng sợ hãi đến mức nào tự nhiên là có thể biết được bất quá bọn họ bây giờ thân ở trong vân thành bốn phía còn có nhiều cao giai các tộc như vậy nếu nhân diện giao đơn độc một mình tìm đến bọn họ gây phiền toái thì ngay cả đối phương có tu vi chân tiên bọn họ cũng không thực sự quan tâm điểm mấu chốt chính là vị thanh niên họ phỉ kia bộ dáng cũng có quan hệ với nhân diện giao này còn tự mình dẫn hắn tới đây muốn cổ động người khác vây công nhân diện giao thì tự nhiên không thể thành được. Kể từ đó, trong lòng bọn lão ông không thể không sợ hãi rồi. Nếu không lúc trước thanh niên họ phỉ ra tay một kích của nhân diện giao thì mấy người bọn họ có thể không nói cái gì mà trốn đi rồi. Hảo, ta cấp cho phỉ huynh mặt mũi, không lấy tính mạng của bọn chúng nhưng những người này trên đường hành hạ tiểu nữ, tử tội có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Ngân bảo nam tử trầm mặc trong chốc lát rồi đột nhiên cười lanh nói. Tùy theo cánh tay hắn lần nữa vừa động, Năm ngón tay hợp lại như tia chớp nhắm lão ông chém xuống. Ngân quang chợt lóe, lão ông chưa kịp phản ứng thì một bên cánh tay chợt mát lạnh rồi rơi xuống, đồng thời đại lượng máu tươi phun ra. Lão ông kinh hãi còn chưa tự ứng cứu thì trước người có một bóng người thoáng một cái, thanh niên họ phỉ lại quỷ dị xuất hiện đưa một bàn tay vỗ vào chỗ cụt. Lục quang đại phóng, chỗ tay cụt của lão ông lập tức ngừng chảy máu, vết thương dưới ánh linh quang nhanh chóng liền lại với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Không chờ lão ông sắc mặt xám trắng định nói cái gì, thanh niên họ phỉ lại khoát tay chặn lại nói nếu đỗ huynh đã xử phạt ngươi thì sẽ không động thủ với các ngươi nữa nhưng việc này cũng không thể xong xuôi dễ dàng như vậy ta mặc kệ bốn người các ngươi dùng biện pháp gì là mượn hay là cướp đoạt mỗi người các ngươi lập tức giao ra một triệu linh thạch cấp cho thiên kia của đồ đạo hữu coi như đền bù nếu không muốn thì các ngươi mỗi người tự đoạn đi một cánh tay đi vừa nghe lời này bốn người bọn lão ông ngược lại thở phào một hơi nếu có thể dùng linh thạch mà đem chuyện lớn như vậy giải quyết thì tự nhiên là cầu còn không được nếu không bọn họ bốn người mặc dù bây giờ vô sự nhưng bị một gã đại thừa kỳ nhìn chằm chằm thì bất diệu mà trung quy không thể cả đời trốn ở trong vân thành được về phần lão ông mặc dù bị đoạn đi một cánh tay tổn thất một chút máu huyết nhưng đối với tu vi như bọn hắn thì chuyện đoạn chi rồi tiếp nối trở lại chỉ là chuyện nhỏ vì vậy bọn lão ông không nói hai lời tụ lại cùng một chỗ bốn người gom góp lại được bốn túi linh thạch sau đó cung kính đưa tới cho thanh niên họ phỉ Thanh niên họ phỉ đem bốn túi linh thạch cầm lấy, sau đó mới quay đầu cười nói. Mặc dù số linh thạch này không cách nào tiêu trừ được lửa giận của Đỗ Huynh nhưng bọn lục đạo hữu dù sao cũng là lần đầu tiên đến tử vi hải của ngươi, coi như sơ phạm. Nể mặt mũi của phỉ mỗ, việc này dừng ở đây đi. Nhân diện giao biến thành ngân bào nam tử, từ lúc đầu đến giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ nghe thanh niên họ phỉ nói như thế thì thần sắc vẫn âm trầm dị thường nhưng ánh mắt lại hướng đến bọn lão ông của tay cùng thanh niên đang mỉm cười, khuôn mặt vừa chuyển, sau khi hơi tự định giá thì miến cưỡng gật đầu. Hảo, lúc này coi như nể mặt phỉ huynh mà tạm tha cho bọn hắn. Nhưng từ nay về sau, không cho phép bọn họ đặt chân vào tử vi hải của ta một bước. Nếu bị phát hiện thì đừng trách ta không niệm tình cũ.